Xin chào tất cả các bạn. Các em ơi, như đã hẹn với chúng mình thì hôm nay sẽ là buổi học đầu tiên qua một buổi phát trực tiếp cùng với chị. Không biết các bạn đã lên chưa nhở? Các em ơi, các bạn đã lên chưa? Xin chào, chị xin gửi lời chào đến với những bạn nhỏ mà năm nay bước vào năm lớp 9. Các em đã trở thành những bạn học sinh gọi là cuối cấp 2 đúng không? Và trong cái kỳ nghỉ hè tới đây thì chúng ta sẽ phải bước vào một cái kỳ thi chuyển cấp. Vậy nên là group này được lập ra với mong muốn là có thể đồng hành cùng với các em trong quá trình các em học môn văn và ôn thi môn văn. Bạn nào đã lên xem phần phát trực tiếp này rồi thì hãy gửi lời chào đến chị nhé, để chị biết được là các bạn đã bắt đầu vào xem chưa, các bạn đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập, đầy đủ sách vở, sách giáo khoa, vở ghi, bút, thước để chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay hay chưa. À, xin chào Giang, xin chào Mỹ Duyên. Các bạn rất đúng giờ đúng không nào? Đợi chị một chút và cùng đợi các bạn một chút xíu nhé. Chúng ta sẽ đợi để các bạn lên xem đông đông một chút để chúng ta bắt đầu buổi học, để những bạn vào sau cố gắng không bị lỡ những cái thông tin chị chia sẻ trong buổi học ngày hôm nay. Buổi học ngày hôm nay thì cũng mang tính chất là buổi học đầu tiên nữa, cho nên là chị muốn giới thiệu với các bạn rất là nhiều điều. Bên cạnh là chúng ta học về tác phẩm Chuyện Người Con Gái Nam Xương, thì chị cũng muốn trước đó sẽ giới thiệu với các bạn cái lộ trình chúng ta sẽ cùng nhau học tập trong group này, để làm sao các bạn học thật tốt cái môn văn lớp 9 này nhé. Xin chào Ngọc, xin chào Phan Quỳnh. Rồi, ok, đã có 10 bạn lên xem rồi này. Các em đã nắm được cái lịch học mà chị đăng ở trong group này chưa? Chị đã ghim trong cái phần công bố. Các em hãy tải cái ảnh đấy về nhé, tải cái lịch học đấy về để chúng ta tiện theo dõi, chúng ta không bị bỏ lỡ những cái buổi học này. Không biết là trường các bạn thì các em đã bắt đầu đến trường học chưa? Các em đã bắt đầu đến trường để học trực tiếp ở trên lớp chưa? À, hôm nay em bận à? Thì cố gắng xem lại giúp chị nhé. Còn cái việc là có xóa phần phát trực tiếp này hay không thì để chị xem các bạn tương tác có ok không này, để xem các bạn có thực sự tập trung với cái việc học của chúng mình không. Thì chị sẽ xem xét cái phần đấy, cho nên là các bạn hãy cố gắng tham gia đầy đủ giúp chị nhá, được không nào? Xin chào Quỳnh Anh. À, chị thấy là đa số các em đã bắt đầu đi học ở trên trường rồi đúng không? Rồi, ngày hôm nay thì các anh chị ở Đà Nẵng cũng đã bắt đầu bước vào kỳ thi đợt 2 của kỳ thi đại học rồi. Rồi, ok. Dù là các bạn đã học trên trường hay chưa thì chị nghĩ là cái thời điểm này để chúng ta bắt đầu ôn tập, chúng ta bắt đầu học cũng không phải là sớm nữa đâu. Mà chị còn sợ là nó đang bị muộn rồi đấy. Chúng ta vừa phải bắt đầu học chương trình lớp 9, mà tới đây thì các em cũng có một cái kỳ thi khảo sát đầu năm nữa, đúng không? Cho nên là chị cũng muốn đồng hành với các bạn, để các bạn làm sao có được những cái số điểm tốt nhất, có được cái hành trình học môn văn ok nhất, thú vị nhất, ý nghĩa nhất, để các em có thể đỗ vào trường cấp 3 mà các em mong muốn này, để các em có thể có một cái bảng điểm thật là đẹp trong năm lớp 9, năm cuối cấp 2 của mình. À, mới đi tập trung à? Rồi, ok. Đúng rồi, như chị đã nói đấy, là dù cái khoảng thời gian học trên trường của chúng mình như thế nào thì chị nghĩ là bây giờ chị em mình sẽ cùng bắt đầu luôn thôi, đúng không? Trước tiên là để gửi một cái lời chào chính thức đến với các bạn, thì để chị giới thiệu nhá. Chị là Hải Quỳnh, chị nằm trong team của học văn chị Hiên. Thì sẽ có một số buổi chị Hiên sẽ trực tiếp phát trực tiếp cùng với chúng mình, để đồng hành cùng với chúng mình trong một số bài học. Nhưng chị sẽ là người đồng hành chủ yếu với các bạn trong việc xây dựng lộ trình học này, giảng bài cùng với các em này, giải quyết những cái thắc mắc, những cái câu hỏi liên quan đến môn học, và cả những cái tâm tư, nguyện vọng mà các em muốn chia sẻ nữa, được không? Nhớ tên chị nhá, chị là Hải Quỳnh. Đó, và hiện tại thì chị đang là sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Chị mong rằng là những cái kiến thức mà chị học được, những cái kiến thức mà chị tích lũy được sẽ có thể truyền đạt đến với các bạn, để làm sao các em học tốt môn học này, được không nào? À, xin chào Nam Đỗ, xin chào Thanh Thảo. Rồi, ok. Rồi, bây giờ bắt đầu cùng với chị nhá. Đó là lời chào chính thức chị gửi đến các bạn, được không? Thì chị mong rằng là tới đây chúng ta sẽ có những cái khoảng thời gian đồng hành cùng với nhau với cái môn học mà rất nhiều bạn đang rất là sợ hãi như thế này. Chị mong rằng là có chị đồng hành cùng với các bạn rồi thì các em sẽ yên tâm hơn này, các em sẽ tự tin hơn và học môn học này một cách thoải mái hơn, được không? Xin chào Đinh Hoài. Nhưng mà trước tiên, trước khi bắt đầu vào học cái buổi học đầu tiên ngày hôm nay, thì hãy cùng chị lượt lại cái lộ trình mà chúng ta sẽ học
trong khóa học này nhá. Chị gọi là một cái khóa học, nhưng thật ra là những cái buổi chị chia sẻ cùng với các bạn, bên cạnh cả về kỹ năng này và cả kiến thức nữa. Vậy thì lộ trình của chúng ta sẽ như sau. Được không? Về lộ trình của chúng mình nhá. Trước tiên này, các em cần nắm được 3 mảng kiến thức mà chúng ta cần phải nắm được để chúng ta có thể học tốt môn học này và để chúng ta thi tốt cái kỳ thi vào cấp 3, được không? Có 3 mảng kiến thức nhá. Các em có xem rõ không? Các em có nghe rõ không? Đó, trước tiên này, chúng ta có mảng kiến thức về các tác phẩm. Các tác phẩm văn học, được không? Thứ hai là chúng ta có mảng kiến thức về tiếng Việt. Thứ ba là chúng ta có mảng kiến thức về tập làm văn. Rồi, đó, nhiều bạn nhá, nhiều bạn cho đến giây phút này thì các em biết, các em chỉ biết rằng là môn văn là chỉ học tác phẩm văn học thôi. Nhưng không phải, kể cả trong quá trình chúng ta học này, chúng ta đều phải tiếp thu những cái kiến thức cả về tiếng Việt nữa. Bởi vì sao môn học của chúng mình gọi là ngữ văn, đúng không? Ngữ chính là ngôn ngữ, còn văn là văn học. Đấy, cho nên là chúng ta phải học đồng thời cả tác phẩm văn học này, cả tiếng Việt. Và để làm sao truyền đạt lại những cái kiến thức chúng mình học được thì chúng mình phải có phần tập làm văn. Đó, và trong cái lộ trình học của chúng mình thì chị sẽ cùng đồng hành với các bạn xuyên suốt cả 3 mảng kiến thức này, không bỏ qua bất cứ một mảng kiến thức nào cả, được không? Nhá. Ừ, rồi ok, xin chào Huệ Nguyễn. Rồi ok Quỳnh Anh, kết thúc buổi học này thì chị sẽ xem lại được không? Nhá. Rồi, đó thì chúng ta sẽ đi hết tất cả những cái mảng kiến thức này. Tuy nhiên, chị muốn các bạn hiểu được rằng cái phần ngữ văn lớp 9 của chúng mình ấy thì phần kiến thức về tác phẩm văn học sẽ là phần kiến thức trọng tâm nhất và nó cũng chiếm một cái dung lượng kiến thức lớn nhất. Cho nên là chị cũng sẽ tập trung đi cùng với các bạn tìm hiểu thật kỹ, nắm thật vững kiến thức nền của từng tác phẩm một, được không? Đó, vậy nên là đi chi tiết hơn nhá, đi chi tiết hơn về tác phẩm văn học này. Chúng ta sẽ đi lần lượt theo cái lộ trình giống như trong sách giáo khoa. Nhưng mà chị muốn các bạn nắm được tại sao trong sách giáo khoa chúng ta lại phải học những tác phẩm đấy. Các tác phẩm trong sách giáo khoa, các văn bản trong sách giáo khoa thì được chia theo đúng cái thứ tự, theo cái thời gian lịch sử mà nó ra đời. Trước tiên là chúng ta phải học về các tác phẩm trung đại, được không? Văn học trung đại nhá. Đó, sau đó là chúng ta sẽ học về văn học hiện đại. Và trong cái phần văn học hiện đại này thì chủ yếu là những cái tác phẩm ra đời trong cái giai đoạn cách mạng ở đất nước ta. Không chỉ là cách mạng tháng 8 mà còn là cái giai đoạn trước năm 1975 nữa. Và chúng ta cũng học một số tác phẩm sau năm 1975 khi mà đất nước đã thống nhất. Cụ thể như thế nào thì dần dần chị em mình sẽ cùng nhau đi qua từng tác phẩm một. Trước tiên về phần trung đại này thì chúng ta có hai cái tác phẩm lớn. Trong đấy có những cái đoạn trích nhỏ nữa. Hai tác phẩm lớn thì giống như chị đã đăng ở phần chuyên đề 2 là phần văn học trung đại rồi. Đó chính là chúng ta sẽ học cả về Chuyện Người Con Gái Nam Xương và 3 đoạn trích trọng tâm nhất trong Chuyện Kiều. Đó là Chị Em Thúy Kiều này, là Cảnh Ngày Xuân này, là Kiều ở Lầu Ngưng Bích, được không nào? Đó nhá. Còn những đoạn trích khác thì chúng ta sẽ chủ yếu học trên lớp để nắm được kiến thức nền cơ bản. À, trước đây ấy, thì các bạn tò mò là tại sao lại là chuyên đề 2 mà không phải chuyên đề 1. Thì những bạn vào sau, những bạn mà vào group sau ấy, thì các em cần phải lướt lại giúp chị nhá, loát lại giúp chị ở phần trước. Thì chị đã đăng cho các bạn về cái chuyên đề 1 rồi. Chuyên đề 1 của chúng mình là các văn bản nhật dụng, được không? Là các văn bản nhật dụng, là các cái văn bản mà đề cập đến các cái vấn đề hàng ngày của chúng mình. Thì chúng ta cũng được học về những cái văn bản đấy nữa, để làm sao để các em hiểu được cái cách mà người ta trình bày về một vấn đề nghị luận như thế nào. Thì những cái văn bản nhật dụng đó thì ít khi thi vào, nhưng mà các em vẫn cần phải học được. Cho nên là chuyên đề 1 chị đã cung cấp đến cho các bạn cái phần soạn văn những cái tác phẩm, những cái văn bản nhật dụng đấy rồi, được không? Cho nên là đây được gọi là chuyên đề thứ 2, nên là các bạn đừng nhầm nhá. Ừ, được không? Rồi, ok. Em soạn phần tiếng Việt sao? Phần tiếng Việt thì chị cũng đã bắt đầu soạn tài liệu và có những cái video hướng dẫn nho nhỏ trên cái kênh TikTok Học Văn Chị Hiên Trung học cơ sở rồi. Cho nên là bạn nào có sử dụng cái phần mềm đấy, ứng dụng đấy thì các em có thể lên tìm hiểu nhá, được không? Lên tìm hiểu. Sau đó thì nếu mà bạn nào không tìm được thì inbox về cho fanpage thì chị sẽ gửi cái link để cho các em vào tìm hiểu và tương tác nhá.
Rồi, trước tiên thì chị muốn nhấn mạnh với các bạn là chúng ta sẽ đi về kiến thức nền của các tác phẩm trước. Sau đấy thì chúng ta sẽ học về tiếng Việt và tập làm văn, được không nào? Và trong quá trình học thì tất nhiên là chị sẽ phải xem cái phần tương tác của các bạn như thế nào, cái mong muốn nguyện vọng của các em ra sao để điều chỉnh cái lộ trình này trở nên hợp lý nhất, chứ không phải là chị chỉ cứng nhắc theo một cái lộ trình đã định sẵn, được không? Cho nên là các bạn có nguyện vọng như thế nào, mong muốn ra sao thì cũng đừng ngại ngần chia sẻ cùng với chị nhá. Ví dụ như là chị đang mải mê chia sẻ cùng với các bạn về kiến thức những cái tác phẩm, trong khi đấy thì các em đang phải ôn thi học kỳ chẳng hạn, thì các em cứ thoải mái nói với chị những cái đề cương mà các em được nhận, các em gặp thắc mắc như thế nào, thì chị có thể sắp xếp những cái buổi phát trực tiếp để kèm cùng với các bạn, để các em có thể vượt qua những cái kỳ thi đấy một cách tốt nhất, đúng không? Hiểu ý chị không nào? Nhá. Các bạn ok không? Đó là cái phần khái quát lộ trình của chúng mình, thì các em đã nắm được chưa? Các bạn đã nắm được chưa? Bạn nào ok rồi thì có thể để lại bình luận để chị biết được không? Và các em ơi, các em có bạn bè cùng tham gia trong cái group này thì các em tăng bạn bè vào học cùng với chị nhá. Được không? Lớp mình càng đông càng vui chứ. Càng đông càng vui. Và được chưa? Ừ, rồi ok. Các em nắm được rồi đúng không? Rất là đơn giản. Và đấy chỉ là những cái vạch ra định hướng sẵn thôi. Còn lại thì dựa vào cái phần tương tác và dựa vào mong muốn của các em hết. Miễn là các em vui. Đấy, chị nói vui là như vậy, là miễn là các em vui. Rồi ok. Các em hiểu rồi đúng không? Ừ. Đó, đó là về cái lộ trình học của chúng mình. Bên cạnh đấy nhá, chị cũng muốn lưu ý một số cái điều gọi là quy tắc nho nhỏ ở trong lớp học của mình, được không? Gọi là quy tắc cũng được, mà các em hiểu nó là cái cách mà chúng mình sẽ học như thế nào để đạt hiệu quả nhá. Trước tiên này, ở trong cái phần phát trực tiếp hàng ngày, phát trực tiếp, được không? Thì cái phần này là sẽ do chị và do team chị Hiên sẽ đăng trước cái lịch theo tuần để cho các bạn tiện theo dõi và sắp xếp thời gian. Và công việc của các em là sẽ tham gia đầy đủ trong những cái buổi phát trực tiếp đấy, sử dụng vở ghi, sử dụng sách giáo khoa, sử dụng bút của mình để ghi lại những cái kiến thức mà các em nắm được, được không? Và chị sẽ sử dụng cái hình thức dùng bút và vở ghi như thế này, cùng ghi cùng với các em luôn, để các em hình dung ghi chép như thế nào cho nó thật là khoa học này, để các bạn có thể bắt kịp được với cái nhịp độ của bài học. Không thì nếu mà chị chỉ nói không ý thì rất khó để các em có thể theo dõi kịp, đúng không? Chị nghĩ là như vậy, cho nên là chị nghĩ cái cách học như thế này là tốt nhất với chúng mình rồi. Và bên cạnh đấy nhá, chúng ta sẽ có bài tập. Và chị muốn lưu ý nhá, là sau mỗi chuyên đề thì đều có bài tập sẽ đăng lên cho các bạn và sẽ có thời hạn để các bạn làm. Chỉ những bạn nào nộp bài tập đầy đủ thì mới được nhận cái phần tài liệu bản mềm về kiến thức nền của các tác phẩm đã học. Chị lấy ví dụ, khi mà chúng ta học xong bài buổi ngày hôm nay là về chuyện người con gái Nam Xương, chị sẽ đăng một cái bài tập nho nhỏ lên trên group của mình, đăng kèm với cả cái thời hạn để các em nộp, cách thức các em nộp nữa, được không? Các em làm theo hướng dẫn như thế, nộp đúng hạn, thì sau khi các bạn nộp rồi, chị gửi cái lời nhận xét về bài tập đấy của các em, và kèm theo đấy thì chị sẽ gửi tài liệu bản mềm về kiến thức nền của tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương. Như vậy, chị nghĩ như vậy nó mới đảm bảo công bằng với những bạn nào tham gia học đầy đủ. Chứ chị không thể công khai những cái tài liệu mà những bạn tham gia học đều được nhận mà các bạn không tham gia học cũng được nhận. Các bạn làm bài tập được nhận mà các bạn không làm bài tập cũng được nhận. Chị nghĩ như thế thì nó sẽ không công bằng, cho nên là chị mong muốn các bạn học online như thế này, chúng ta sẽ có nhiều những cái khó khăn, nhưng mà nếu như mà các em cố gắng chăm chỉ thì các em sẽ có đầy đủ tài liệu và các em sẽ học thật là tốt cái môn học này. Được không? Ok. Rồi, chị hứa. Chị hứa là bài tập nho nhỏ, được không? Chị hứa là bài tập nho nhỏ nhá. À, ôn thi khảo sát đầu năm thì có thể là buổi ngày mai chị Hiên sẽ sắp xếp một cái buổi phát trực tiếp cùng với chúng mình để lượt lại những cái kiến thức trọng tâm của chương trình văn học lớp 8. Cho nên là cụ thể như thế nào các em theo dõi fanpage để nhận cái lịch phát trực tiếp đấy, để không bỏ lỡ cái buổi ôn tập cùng với chị Hiên nhá, đúng không? Rồi ok. Nhớ nhá, các em phải làm bài tập thì chị mới gửi tài liệu cho các bạn được. Chỉ những bạn nào gửi bài tập làm đầy đủ, làm không phải làm chống đối đâu, chị có nhận xét cho các bạn đấy, cho nên là thì các em hãy cố gắng học thật là tốt nhá, được không? Sẽ không phải là cái phần gì áp lực cho các bạn đâu, mà chỉ là cái phần bài tập để các em lừa lại kiến thức thôi. Còn gần những cái kỳ thi thì chị sẽ ra những cái đề để chúng mình cùng luyện, đúng không? Chúng ta không thể học mà không làm gì được, chúng ta không thể học một cách thụ động được, đúng không?
Ừ rồi, ok. Chị biết là các bạn phải cân bằng những cái chương trình học ở trên lớp, học đội tuyển rồi cả học thêm như thế này nữa. Rồi, chị biết điều đấy. Cho nên là chị sẽ đăng những cái bài tập nho nhỏ thôi. Nhưng mà các bạn phải làm một cách nghiêm túc nhá. Rồi, ok. Đó, đó là một số những cái lộ trình và cái quy tắc, cái cách thức học của chúng mình. Các em đã nắm rõ chưa? Được không? Các bạn nắm rõ rồi, hiểu rồi thì chị mới bắt đầu vào cùng với chúng mình học tác phẩm đầu tiên. À rồi, xin chào Thu Hương, xin chào Phạm Thủy này. Nhá, được không? Rồi, ok. Và những cái phần phát trực tiếp như thế này thì chị theo dõi cả những cái sự tương tác của các bạn nữa. Bởi vì cái group này chị muốn đây là một group chất lượng, cho nên là sẽ thường xuyên lọc nhóm. Nếu như bạn nào vào group chỉ để cho vui ấy, chỉ để thỉnh thoảng vào nhận tài liệu thôi, thì chị nghĩ nó sẽ không không hiệu quả. Cho nên là các em hãy cố gắng tham gia học đúng giờ, được không? Tham gia học đúng giờ và tương tác tích cực thì chị sẽ không loại sau những cái lần mà lọc group được. Rồi, ok nhá. Đó, đó là về những cái lộ trình và quy tắc mà chị em mình đã cùng thống nhất với nhau rồi. Nếu không gọi là cái giao kèo đầu tiên cho cái khóa học miễn phí này của chúng mình. Mặc dù là miễn phí, nhưng mà nếu như chúng ta học nghiêm túc thì chị tin rằng là các bạn sẽ có một cái khoảng thời gian học môn văn rất là hiệu quả và cực kỳ lý thú. Chị cũng sẽ cố gắng hết sức để có thể chia sẻ cùng với các bạn. Cho nên là các em cũng hãy cố gắng hết sức trong quá trình học của mình nhá. Cùng hứa với chị nhá, được không? Rồi, quyết tâm, thế nhá, được không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần tác phẩm đầu tiên thuộc cái mảng văn học trung đại. Như chị đã nói, đây gọi là chuyên đề thứ hai trong những cái chuyên đề chúng ta sẽ học ở trong group này. Các em hãy chuẩn bị những cái vở ghi nó kích thước to hơn một chút xíu nhá. Ở đây chị có một cái quyển sổ nho nhỏ như thế này thôi để chị ghi những cái ý chính. Trong lúc chị giảng thì chị sẽ cố gắng nói chậm và các bạn ghi lại cái phần nào mà các em cho là bổ ích với các bạn, được không? Nhá. Chứ các bạn nào mà lấy cái vở ghi mà nhỏ xíu như thế này thì sẽ ghi nhanh hết lắm. Được không? Và cái vở ghi này của chị là để nó vừa với khung hình nữa, chứ không phải là bắt buộc các bạn phải sử dụng cái vở ghi với kích thước như thế này đâu. Các em cứ tự do và chị khuyên các bạn là cứ dùng vở càng dày càng tốt, bởi vì học văn mà chúng ta có nhiều kiến thức lắm. Rồi, bây giờ này, hãy cùng viết với chị nhá. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đi vào học kiến thức nền của một cái văn bản đầu tiên trong chương trình văn học trung đại của chúng mình. Đó là văn bản Chuyện Người Con Gái Nam Xương. Đây là một tác phẩm được trích trong truyền kỳ Mạn Lục của Nguyễn Dữ. Các em đã đọc văn bản này chưa? Các em đã đọc văn bản này chưa? Rất nhiều những cái chiến dịch mà được tổ chức ở trên fanpage Học Văn Chị Hiên trong một cơ sở để các bạn có thể chuẩn bị tốt cả về đồ dùng học tập, cả về tâm thế và cả về kiến thức để chúng ta bắt đầu năm học mới nữa. Trong đấy có một bộ tài liệu là Soạn Văn Kỳ 1. Thì nếu như mà bạn nào đã có trong tay bộ tài liệu đấy rồi thì chị nghĩ là các em cũng nắm được, gọi là nắm được xương xương nội dung của tác phẩm này rồi, đúng không? Đúng không? Các em đã đọc cái tác phẩm này chưa? Đã đọc văn bản này chưa? Nào, bạn nào đọc rồi giơ tay chị xem nào. Bạn nào đọc rồi? Các em đã đọc tác phẩm này chưa? Rồi, ok. Những bạn nào mà đặc biệt là tham gia học chương trình đội tuyển này, tham gia học chương trình học sinh giỏi và cả ôn thi vào chuyên nữa thì chị nghĩ là chắc là các bạn có khéo là phải 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 đọc đi đọc lại và học tác phẩm này rồi ấy, đúng không? Đúng rồi, có rất nhiều bạn là đã đọc rồi. Rất là tốt, các em rất là chủ động. Chúng ta sẽ không thể đợi đến lúc đi học trên lớp mới đọc được, đúng không? Và chị đã đăng cái lịch như vậy rồi thì các em cũng hãy chủ động đọc trước những cái tác phẩm mà chúng ta sẽ học trong cái tuần đó nhá. Rồi, và chị cũng muốn nhắc nhở với các bạn luôn cái cấu trúc đối với mỗi bài học về văn bản văn học của chúng mình sẽ như thế này. Đầu tiên, chúng ta sẽ có 3 phần nhá, 3 phần lớn, đúng không? 3 phần lớn, nhớ cho chị. Phần 1 lớn sẽ là phần tìm hiểu chung về tác giả tác phẩm.
Phần 2 lớn là phần đọc hiểu văn bản và phần 3 lớn là phần tổng kết những giá trị nội dung và đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm đấy, của cái đoạn văn bản đấy. Vậy thì trước tiên chúng ta sẽ đi vào phần 1 lớn là tìm hiểu chung về tác giả tác phẩm. Chị ghi viết tắt luôn là tác giả tác phẩm nhá, được không? Đó, nhá, đúng không? Rồi, vậy thì các bạn đọc rồi, vậy các em nắm được những cái thông tin gì về tác giả Nguyễn Dữ? Có thể là chưa đầy đủ đâu, nhưng mà các em cứ bình luận cho chị biết đi. Các em biết những thông tin gì về tác giả Nguyễn Dữ? Nào, các em biết những cái thông tin gì về tác giả Nguyễn Dữ nào? Ok, em đừng coi thường những cái phần câu hỏi như thế này nhá. Mỗi lần chị đặt ra câu hỏi như thế, nếu như mà bạn nào nhanh chóng có thể để lại bình luận được thì tức nghĩa là các em đã nắm được cái kiến thức cơ bản rồi đấy. Cho nên là cũng đừng ngại bình luận, cũng đừng coi cái phần chị hỏi như thế là chỉ để cho các bạn lật sách giáo khoa ra đâu. Hãy tự chủ động động não mình xem là khi chị hỏi như vậy thì các bạn nhớ được những cái thông tin gì về tác giả Nguyễn Dữ này. Đây này, Thu Hương này, Thủy Dung này, các bạn đọc hết rồi. Đó. Bạn nào cũng đọc rồi, vui quá đi. Đó, vậy thì các em nắm được những thông tin gì về tác giả Nguyễn Dữ nhở? Nào, đâu hết rồi? Các thủ khoa đâu hết rồi? À, chị phát trực tiếp xong có giữ lại không? Thì như lúc đầu chị đã nói rồi, là chị phải dựa vào cái phần tương tác của các bạn và các bạn có thật sự quan tâm đến những cái phần phát trực tiếp đấy không. Nếu như mà cái phần phát trực tiếp đấy mà các bạn gọi là bổ ích với các bạn thì chị mới giữ lại, còn không thì chị sẽ xóa đi thôi. Cái gì tốt cho chúng mình thì chị mới làm chứ, đúng không? Cho nên là đây, các em cứ liệu những cái gì mà các em muốn tham gia, những cái gì cần thiết với các bạn thì các em hãy tích cực tương tác để chị biết nhá. Nào, đâu hết rồi? Không bạn nào trả lời chị sao? Các em nắm được những thông tin gì về tác giả Nguyễn Dữ? Kể cả về quê quán của ông này, kể cả về sự nghiệp của ông, kể cả về cuộc đời của ông, bất cứ thông tin gì mà các em biết được. Vậy thì nếu như mà nhá, bước vào một đề bài hỏi về các em phân tích về cái văn bản này thì các em sẽ trình bày về tác giả như thế nào? Đúng không? Nguyễn Dữ là tác giả của truyền kỳ Mạn Lục. Rồi, ok. Một thông tin không sai vào đâu được. Đúng không? Một thông tin không sai vào đâu được. À, sống ở thế kỷ 16. Người Trường Tân, đây là huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Rồi, tiếp tục nào. Rồi, ok. Đó, ví dụ như là bạn Lạt Điều này, hay là cả bạn Quỳnh Anh Bi này, các em đã trình bày ra những thông tin này và đó là những thông tin về cuộc đời của tác giả. À, tác giả Nguyễn Dữ nhá. Trước tiên chị viết tắt tác giả Nguyễn Dữ nhá. Hiện nay thì vẫn chưa rõ năm sinh năm mất, được không? Chưa rõ năm sinh năm mất, cho nên là nếu như các em muốn trình bày vào trong bài học của mình thì các em có thể sử dụng cái cách trình bày như thế này, đó chính là mở ngoặc, hỏi chấm và đóng ngoặc. Đó là chưa rõ năm sinh năm mất. Ừ, học rộng, tài cao, đây rồi, chính xác. Đó, đúng rồi. Đây chính là cách học mà chị mong muốn các em sẽ tham gia tương tác đấy. Có nghĩa là đối với mỗi câu hỏi của chị thì các em hãy có thể là lượt lại sách giáo khoa một lượt nhanh thôi, nhưng hãy nhanh chóng để lại cái phần bình luận để biết được rằng là các em nắm được những thông tin gì. Ôi, bạn nào đây nhở? Bạn Thu Hồng là lên mạng search rồi xong copy vào đây sao? Các em đáng yêu thật đấy. Rồi, ok. Không sao, chỉ cần là các bạn quan tâm đến cái phần kiến thức chúng ta đang học là được nhá. Nguyễn Dữ là một tác giả mà chưa rõ năm sinh năm mất. Ông thì quê ở Hải Dương, đúng không? Chúng ta sẽ đi từ lần lượt từ yếu tố cuộc đời cho đến sự nghiệp văn học của ông, được không? Đấy, các em nắm được những thông tin cơ bản như thế là được rồi. Và ông là một học trò xuất sắc của Tuyết Giang phu tử Nguyễn Bình Khiêm, đúng không? Có bạn nào biết thông tin này không? Nguyễn Bình Khiêm là một Tuyết Giang phu tử rất là nổi tiếng với cả học thức và với cả tấm lòng của ông nữa. Thì Nguyễn Dữ chính là học trò xuất sắc của Tuyết Giang phu tử Nguyễn Bình Khiêm, được không? Các em ghi vào nhá. Ông là học trò xuất sắc. Đi cùng chị luôn nhá. Chị viết tắt này, Tuyết Giang phu tử Nguyễn Bình Khiêm. Ghi nhớ chưa?
Đúng rồi, chính xác, Nguyễn Dữ là học trò của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đây là những cái thông tin mà các em có thể đưa vào cái phần khái quát tác giả tác phẩm, thậm chí là các em có thể sử dụng ở trong phần mở bài đối với những bài làm của mình đấy. Tiếp tục nhá. Về cuộc đời của Nguyễn Dữ nào. Cuộc đời thì chính xác, nó bao gồm cả những cái yếu tố về tính cách của tác giả này nữa. Thì ông sống vào thế kỷ 16, đúng không? Ở đây chị ghi ra những cái từ khóa để các bạn nắm được nhá. Ông sống vào thế kỷ 16 này. Gia đình của ông thì sao? Gia đình thì có truyền thống nho học, đúng không? Truyền thống nho học. Đó, những yếu tố về cuộc đời nhá, là Nguyễn Dữ sống vào thế kỷ 16 này, với ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống nho học. Tiếp tục về tính cách của ông, thì ông là một người làm sao nhỉ? Thông minh này, học rộng, tài cao, được không? Ở đây chị sẽ chủ yếu ghi ra những cái từ khóa để các em nhớ được kiến thức là cái chính nhất. Sau đó thì các em sử dụng trong bài viết như thế nào, dẫn dắt ra sao, sẽ có những buổi hướng dẫn. Nhưng mà quan trọng nhất là các em phải nhớ được những cái yếu tố cơ bản nhất, những cái từ khóa cơ bản nhất mỗi khi nhắc về Nguyễn Dữ, được không? Đây chính là yếu tố về cuộc đời của tác giả này. Ông sinh ra và ông sống trong thế kỷ 16 này, trong một gia đình có truyền thống nho học, và bản tính của ông rất thông minh, và ông là một người học rộng tài cao. Được chưa? Ok chưa? Tiếp tục nhá, về cái sự nghiệp sáng tác. Sự nghiệp của sáng tác, sự nghiệp sáng tác của tác giả này như thế nào nhỉ? Kèm như các em đã biết thì Nguyễn Dữ được coi là một trong những tác giả văn xuôi kỳ tài của văn học trung đại Việt Nam. Với bút lực già dặn của ông, với cái bản tính thông minh và tài hoa nữa, thì ông đã gửi vào những tác phẩm của mình với tất cả những cái tâm tư, tình cảm, khát vọng của một người tri thức có lương tri với những cái vấn đề của thời đại. Được không? Cái thế kỷ 16 mà ông sinh ra và lớn lên là một thế kỷ mà, đây này, như các bạn đã bình luận ở trên phần trên này, có rất nhiều những cái hỗn loạn ở trong yếu tố xã hội, và nó ảnh hưởng đến cái tầm tư tưởng của tác giả này. Cho nên là Nguyễn Dữ với tấm lòng của ông, với cái học thức của ông, thì ông muốn bày tỏ tất cả những cái nguyện vọng ấy, những tâm tư ấy, những tình cảm ấy vào trong các tác phẩm của mình. Và Nguyễn Dữ được coi là một trong những tác giả văn xuôi kỳ tài của văn học trung đại Việt Nam, được không? Nhá. Trước tiên này, tác giả văn học, tác giả văn xuôi kỳ tài của văn học trung đại Việt Nam. Được chưa? Ok không? Các em có theo kịp không? Đấy, được không nào? Đúng, chính xác là Nguyễn Dữ sáng tác không nhiều, nhưng với cái tập truyền kỳ mạn lục của ông thôi, thì trong đấy đã bao chứa tất cả những tâm tư, tình cảm và cả tầm tư tưởng của tác giả này nữa. Được không? Các em có theo kịp không? Các bạn có hiểu cái cách học như thế này không? Chị không bắt buộc là các bạn phải ghi y hệt cho như chị nhá. Ví dụ với cái yếu tố gia đình này này, với những cái lời diễn đạt nào mà các em thấy hay thì các em có thể ghi hệt, ghi lại y hệt như thế. Còn ở đây chị ghi lại những từ khóa để chúng mình nắm được thôi. Ừ, nhá. Đó. Tiếp tục. Bên cạnh được biết đến là một tác giả văn xuôi kỳ tài của nền văn học trung đại, thì các em có thêm một ý nữa, đó là với bút lực, được không? Với bút lực già dặn này, sự thông minh, cùng với cái gì ạ? Cùng với sự tài hoa và tầm tư tưởng được không? Nguyễn Dữ đã gửi gắm vào những trang văn xuôi tất cả tâm tư, tình cảm và khát vọng của một người tri thức có lương tri trước những vấn đề lớn của thời đại. Được không nào? Nhá. Các em ghi lại ý này giúp chị này. Với bút lực già dặn, sự thông minh, tài hoa và tầm tư tưởng của mình, Nguyễn Dữ đã gửi gắm tất cả tâm tư, tình cảm, khát vọng của những người tri thức có lương tri
trước những vấn đề lớn của thời đại. Được chưa nào? Nhá, được chưa? Hiểu ý chị không? Tại sao chúng ta phải ghi ý này vào? Bởi vì là để làm rõ hơn cho cái ý tại sao ông lại là một tác giả văn xuôi kỳ tài. Bởi vì sao? Bởi vì ở ông không chỉ có sự thông minh, tài hoa, mà ông còn gửi gắm cái tầm tư tưởng của mình, của một người tri thức. Bởi vì trong cái xã hội phong kiến thì không, thì có những cái thế hệ, có những lớp người khác nhau, thì Nguyễn Dữ thuộc vào những người tri thức, những người có học rộng, tài cao. Nhưng mà trước những vấn đề lớn của thời đại thì ông không phải lúc nào cũng gọi là nghe theo, cũng gọi là chấp hành theo những cái quy tắc cổ hủ đã đặt ra, mà ông luôn luôn gửi gắm cái tầm tư tưởng với cái tấm lòng nhân đạo của mình vào trong những trang văn xuôi. Được không? Nhá. Với bút lực già dặn, sự thông minh, tài hoa và tầm tư tưởng của mình, Nguyễn Dữ đã gửi gắm tất cả những tâm tư, tình cảm, khát vọng của những người tri thức có lương tri trước những vấn đề lớn của thời đại. À các em ơi, chị sẽ không xóa cái phần phát trực tiếp này ngay đâu, cho nên là các em phần nào các em chưa ghi kịp thì các em có thể để lại rồi xong xem lại giúp chị được không? Nhá. Bởi vì chúng ta không thể là học mà đọc từng chữ được, đúng không? Nhá. Nên các bạn vừa cố gắng túc ký này, cũng vừa cố gắng sắp xếp thời gian những phần nào mà các em muốn ghi lại thì các em có thể xem lại phần phát trực tiếp này giúp chị. Nhá. Được không nào? Được không? Được không? Nếu bạn nào chưa ghi kịp thì ghi chấm chấm như chị em này, sau đó các em xem lại nhá. Và các em cũng có thể là làm bài tập đầy đủ để có được cái phần tài liệu chi tiết. Rồi, ok. Đó là về tác giả Nguyễn Dữ nhá. Sau khi tìm hiểu về tác giả Nguyễn Dữ, chúng ta sang phần 2 này, là về tác phẩm hay gọi là văn bản. Được không? Chị sẽ ghi là tác phẩm bởi vì sao? Trong phần này chúng ta sẽ phải tìm hiểu hai yếu tố. Một là về truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ, và hai là chuyện người con gái Nam Xương. Chị viết tắt truyền kỳ mạn lục nhá. Các em thông cảm với chị nhá. Truyền kỳ mạn lục. Tại sao chúng ta phải tìm hiểu về cái tác phẩm lớn này? Bởi vì cái văn bản mà chúng ta học chuyện người con gái Nam Xương là một chuyện thứ 16 trong 20 chuyện của tác phẩm này, cho nên chúng ta không thể tách biệt chuyện người con gái Nam Xương ra khỏi cái tập truyện này được. Và những yếu tố, những cái đặc sắc của tập truyện này cũng được thể hiện trong chuyện người con gái Nam Xương, cho nên chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ nhá. Được không? Đó. Về truyền kỳ mạn lục. Nào, tiếp tục, các em nắm được những thông tin gì về truyền kỳ mạn lục nhỉ? Những cái yếu tố này đã được chia sẻ hết ở trong sách giáo khoa của chúng mình rồi. Trước tiên này, trả lời giúp chị, truyền kỳ mạn lục có nghĩa là gì? Truyền kỳ mạn lục nghĩa là gì nhỉ? Đây là một cái tên mà gọi là sử dụng yếu tố Hán Nôm. Đó, nó có ý nghĩa như thế nào? Truyền kỳ là gì? Mạn lục là sao? Và truyền kỳ mạn lục nghĩa là gì? Các em theo dõi trong sách giáo khoa thì trước tiên phải nắm được cho chị nhá. Truyền kỳ mạn lục có nghĩa là ghi chép tản mạn. Được không? Truyền kỳ mạn lục là ghi chép tản mạn những điều kỳ lạ được lưu truyền trong dân gian. Được không? Được không? Nhá. Tác giả Nguyễn Dữ đã kỳ công sưu tập và chỉnh lý, viết lại những cái chuyện mà ông sưu tầm được ở trong dân gian để làm nên một tác phẩm truyền kỳ mạn lục để đời. Và cái sự ghi chép này không phải là một sự ghi chép đơn thuần, không phải là ông ấy chỉ chép lại những cái gì ông nghe được, những gì ông sưu tầm được, mà quan trọng là sao ạ? Là cái yếu tố chủ đạo của trong tác phẩm này chính là yếu tố kỳ ảo. Các em cứ hiểu rằng những chuyện mà Nguyễn Dữ sưu tầm được trong dân gian thì không có yếu tố kỳ ảo đâu, mà chính ông đã thêm vào đấy yếu tố kỳ ảo bằng cái sự sáng tạo của mình và bằng cái tấm lòng nhân đạo của mình nữa. Những yếu tố kỳ ảo xuất hiện ở trong các trang truyện của truyền kỳ mạn lục đã đem đến những cái kết có hậu hơn cho các nhân vật, đã đem đến, nó chính là cái lời nói đại diện cho mong muốn của sự công bằng trong xã hội. Vậy nên là các em cũng phải nắm được giúp chị nhá, cái yếu tố chủ đạo làm nên đặc sắc của tác phẩm này chính là yếu tố kỳ ảo.
Được không? Chính là yếu tố kỳ ảo. Yếu tố kỳ ảo chính là cái yếu tố trung tâm làm nên đặc sắc của tác phẩm này. Bên cạnh đấy các em cũng phải nắm được giúp chị nhá, là truyền kỳ mạn lục thì bao gồm như thế nào, về cấu trúc của nó này. Cấu trúc của truyền kỳ mạn lục thì bao gồm 20 truyện. Được không? Cấu trúc của truyền kỳ mạn lục thì bao gồm 20 truyện và trong đó thì 19 truyện là có những cái lời bình ở đầu và cuối truyện để cho thấy được cái thái độ của tác giả đối với cái câu chuyện đấy như thế nào. Được không? Nhá. Ừ. Đúng rồi, có rất nhiều những thông tin về truyền kỳ mạn lục, nhưng đây sẽ là ba cái thông tin. À, bên cạnh đấy còn một yếu tố nữa, đó là nhân vật chính, đối tượng chính. Nhân vật chính của 20 cái chuyện này này thì có hai đối tượng này. Thứ nhất là về người phụ nữ. Được không? Thứ nhất là về người phụ nữ có đức hạnh nhưng mà có số phận rất là éo le, họ bị chà đạp bởi chế độ xã hội phong kiến rất là bất công và tàn bạo. Và cái thứ hai, đối tượng thứ hai của cái tác phẩm này còn là những người trí thức đương thời không chịu trói mình trong vòng danh lợi chật hẹp. Những người mà cũng có học thức giống như Nguyễn Dữ ấy, và không chịu chấp nhận trói mình trong cái vòng danh lợi chật hẹp của xã hội phong kiến, được không? Đây sẽ là hai nhân vật chính, hai cái đối tượng chính mà 20 chuyện ở trong truyền kỳ mạn lục hướng tới. Và chuyện người con gái Nam Xương của chúng ta thì thuộc vào chủ đề nào? Đề cập đến nhân vật nào nhỉ? Đúng rồi, chính là về nhân vật người phụ nữ này. Đấy, đây sẽ là bốn cái yếu tố, bốn cái ý chính mà các em cần phải nắm được về truyền kỳ mạn lục nhá. Thứ nhất là định nghĩa truyền kỳ mạn lục nghĩa là gì? Thứ hai là cái yếu tố chủ đạo. Được không? Các em biết được rằng truyền kỳ mạn lục là ghi chép tản mạn những điều kỳ lạ được lưu truyền trong dân gian. Nhưng mà quan trọng là Nguyễn Dữ không ghi chép một cách đơn thuần mà ông thêm vào đó cái yếu tố kỳ ảo, chính là yếu tố trung tâm của truyền kỳ mạn lục, làm nên cái điều đặc sắc và cũng bày tỏ được tấm lòng nhân đạo của tác giả. Yếu tố thứ ba là phải nắm được trong truyện này có 20 truyện nhá. Và nhân vật chính, cái đối tượng chính mà truyền kỳ mạn lục đề cập đến chính là người phụ nữ trong xã hội phong kiến có đức hạnh nhưng mà có lại phải chịu cái số phận éo le. Và nhân vật thứ hai chính là người trí thức có học thức nhưng không chịu trói mình ở trong cái vòng danh lợi chật hẹp của xã hội phong kiến, được không? Đó, chính xác, đúng rồi, rất tốt. Nhá, các em hiểu chưa? Các em hiểu về truyền kỳ mạn lục chưa? Đó, tiếp tục này, chúng ta sẽ chuyển sang về chuyện người con gái Nam Xương nhá. Chị xin lỗi vì viết tắt hơi nhiều, để tiết kiệm thời gian với các bạn. Các em cũng có thể viết tắt, miễn sao các em hiểu là được nhá. Được không? Chuyện người con gái Nam Xương thì chúng ta đã đi lần lượt rồi. Chúng ta tìm hiểu về truyền kỳ mạn lục. Vậy thì chuyện người con gái Nam Xương nó cũng mang đầy đủ những điều, những cái đặc điểm của truyền kỳ mạn lục. Chuyện người con gái Nam Xương thì các em phải biết được vị trí của nó trong truyền kỳ mạn lục nhá. Đây là chuyện thứ 16 trong tổng số 20 chuyện. Được không? Là chuyện thứ 16 trong tổng số 20 chuyện. Thôi để chị ghi rõ chữ chuyện này ra, không các bạn lại hiểu lầm. Được không? Chuyện người con gái Nam Xương là chuyện thứ 16 trong tổng số 20 chuyện của truyền kỳ mạn lục. Cái thứ hai là gì nhỉ? Chuyện người con gái Nam Xương thì viết về đề tài gì? Về hai cái nhân vật chính thì vừa lúc nãy chị cũng đã nói với các bạn rồi. Về lúc nãy các bạn đã biết được rồi, đó chính là chuyện người con gái Nam Xương thì đề cập đến nhân vật là người phụ nữ trong xã hội phong kiến, được không? Nhá. Nhân vật chính của chuyện người con gái Nam Xương chính là nhân vật Vũ Nương, là một người phụ nữ có đức hạnh nhưng mà phải chịu cái số phận rất là éo le trong cái xã hội phong kiến. Rồi, và bên cạnh đó các em cũng phải nắm được cái nguồn gốc, bởi vì truyền kỳ mạn lục là ghi chép tản mạn những điều kỳ lạ trong dân gian. Vậy thì cái điều kỳ lạ trong dân gian gọi là cái chuyện gốc của chuyện người con gái Nam Xương chính là chuyện nào nhỉ? Chính là chuyện gì nhỉ? Các em biết tên chuyện đấy không? Một cái chuyện cổ tích dân gian ấy, một cái chuyện cổ dân gian trong kho tàng cổ tích văn học Việt Nam.
mà Nguyễn Dữ đã dựa vào đấy để viết nên chuyện người con gái Nam Xương. Nào, các em, đấy là chuyện gì nhở? Đấy là chuyện gì nhở các bạn nhở? Rồi, ok, đúng rồi, chuyện được viết bằng chữ Hán, chính xác. Chính xác rồi, vợ chàng Trương. Được chưa? Nguyễn Dữ đã dựa vào cái cốt truyện vợ chàng Trương trong cái kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam để viết nên chuyện người con gái Nam Xương. Về cái cốt truyện cổ này này thì trong truyện vợ chàng Trương thì không có yếu tố kỳ ảo, không có cái sự xuất hiện cuối cùng của Vũ Nương ở trong phần cuối của truyện, không có một cái kết có phần có hậu như vậy đâu. Mà truyện vợ chàng Trương thì chủ yếu là xoay quanh cái sự ghen tuông của Trương Sinh đối với Vũ Nương. Mặc dù Vũ Nương cũng có những cái yếu tố về đức hạnh, cũng có những cái yếu tố về phẩm chất rất là đáng quý, nhưng mà chuyện chỉ dừng lại ở một cái kết rất là đau buồn khi mà Vũ Nương phải tìm đến cái chết để có thể minh oan cho mình, được không? Và chính Nguyễn Dữ đã thêm vào, đã sử dụng cái yếu tố kỳ ảo để thêm cái sự đặc sắc cho chuyện vợ chàng Trương này, viết nên chuyện người con gái Nam Xương không chỉ có giá trị về mặt hiện thực mà còn có giá trị về mặt nhân đạo nữa. Tất cả những thông tin ở trong phần 1 lớn này nhá, các em phải nắm được để thứ nhất các em sử dụng trong phần mở bài, thứ hai các em sử dụng trong quá trình chúng ta phân tích ở cái luận điểm khái quát tác giả tác phẩm. Bạn nào không quen viết luận điểm đấy thì trong quá trình phân tích chúng ta phải nắm được thì mới hiểu được cái nội dung chính, cái chủ đề chính mà chúng ta đang phân tích là gì. Hiểu với chị không? Nhá, được không nào? Rồi, bạn nào ok phần này rồi, nói cho chị biết nào để chúng ta sẽ chuyển sang cái phần thứ hai. Chị nghĩ là những bạn nào đã đọc tác phẩm này rồi, đã đọc sách giáo khoa rồi thì đây là những thông tin hết sức cơ bản. Chị chỉ giúp các bạn hệ thống lại theo những cái ý chính để các em có thể nắm được mà không bị tràn lan về mặt kiến thức thôi, đúng không? Nhá. À, lưu ý với các bạn nữa, đó chính là một buổi học của chúng ta thì thường sẽ kéo dài từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Đấy, cho nên là chị cũng sẽ cố gắng để truyền đạt hết đến với các bạn. Nếu như không học kịp thì chúng ta sẽ học bù trong những buổi sau, chứ chúng ta sẽ không dừng lại đồn ngồi rồi xong bỏ bẵng những cái phần kiến thức mà chưa học kịp nhá. Ừ. Rồi, ok. Được chưa? Chị sẽ chuyển sang phần 2 lớn nhá. Sao có những bạn bây giờ bình luận mà lúc nãy không gửi lời chào đến chị làm chị không biết luôn ấy. Được không? Hả? 33 bạn đang xem. Rồi, chúng ta chuyển sang phần thứ 2 nhá. Phần thứ 2 là đọc hiểu. Nào, phần đọc hiểu văn bản này. Thứ nhất nhá, đây là một truyện văn xuôi, là một tác phẩm truyện, cho nên các em phải nắm được những cái tình tiết gọi là chính nhất trong tác phẩm này, nên chị gọi phần đầu tiên sẽ là phần tóm tắt. Và chúng ta có rất nhiều cách tóm tắt, các em có thể tóm tắt theo trình tự diễn ra trong truyện, theo tình tiết, các em cũng có thể tóm tắt theo nhân vật. Và ở đây chị muốn hướng đến các bạn cái cách tóm tắt theo cuộc đời của nhân vật Vũ Nương. Nắm được những cái tình tiết này thì các em sẽ nắm được những ý chính khi chúng ta phân tích về Vũ Nương đấy. Phần tóm tắt này không phải là chỉ để cho các bạn nắm được các tình tiết chính của chuyện đâu, mà còn là để các bạn biết cách để chúng ta đưa những cái chi tiết vào cái phần phân tích về nhân vật Vũ Nương nữa. Được không? Rồi, vậy nên là chị sẽ lấy cái trung tâm là cuộc đời của Vũ Nương nhá. Đó, và chị sẽ chia ra làm 3 giai đoạn để chúng ta tóm tắt này. Trước khi kết hôn, được không? Trước khi kết hôn này, khi kết hôn với Trương Sinh, và sau khi gieo mình xuống sông. Ok không? Nhá, cùng theo dõi với chị nhá. Nào, bây giờ nếu đặt ra câu hỏi với các bạn là trước khi kết hôn thì Vũ Nương được biết đấy là một người phụ nữ như thế nào? Nào, trả lời chị nào. Trước khi kết hôn nhá, Vũ Nương được biết đấy là một người phụ nữ như thế nào? Đây chính là cái phần đầu tiên ấy, cái phần đoạn đầu, thông tin đầu tiên ở trong sách giáo khoa của chúng mình ấy.
Thì chị đang muốn tóm tắt theo những cái tình tiết như thế này để các bạn nắm được cái bố cục của chuyện này nhá. Rồi ok, các em phải nắm được này. Trước khi kết hôn thì Vũ Nương được biết đến, Vũ Nương được tác giả giới thiệu là gì nhở? Là một người con gái được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó nhưng mà được ăn học đầy đủ, đúng không? Tính đã thùy mị nết na lại thêm tư dung tốt đẹp. Đấy, đấy là những cái thông tin ban đầu mà Nguyễn Dữ giới thiệu về Vũ Nương. Ôi, chưa nhá, chưa, chúng ta sẽ chưa thể khẳng định là Vũ Nương là một người phụ nữ chuẩn mực của xã hội phong kiến. Mà ở đây chị đang muốn hướng đến các bạn về những cái tình tiết ở trong chuyện, những cái chi tiết ở trong chuyện để các em nắm được đã. Được chưa, nắm được cái cốt truyện của chúng ta thì chúng ta mới dễ dàng phân tích được. Và chị chia ra làm 3 giai đoạn. Đúng, chính xác. Cho nên là trước khi kết hôn thì Vũ Nương, cái hoàn cảnh gia đình của cô các em cũng nắm được nhá. Thứ nhất về hoàn cảnh gia đình thì Vũ Nương là một sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Về đoạn sau các em sẽ nó sẽ thấy được rõ hơn cái điều này khi mà Vũ Nương thanh minh với cả Trương Sinh ý, thì thiếp vốn con kẻ khó. Đấy, được nương tựa nhà Trương Sinh thì như Trương Sinh lại là một con nhà giàu. Đấy, cho nên là Vũ Nương là sinh ra trong một gia đình nghèo khó nhưng mà có học thức, được ăn học đầy đủ và cô là một người tính đã thùy mị nết na lại thêm tư dung tốt đẹp. Được chưa? Nhá. Rồi ok. Đó, tiếp tục. Khi mà kết hôn, trong cái giai đoạn kết hôn với Trương Sinh, chị lại tiếp tục chia ra làm 3 giai đoạn nhỏ hơn để các em dễ dàng nắm được này. Trước chiến tranh. Được không? Và khi chiến tranh xảy ra thì gọi là trong chiến tranh đi, cho dễ hiểu nhá. Và cuối cùng là sau chiến tranh. Rồi, vậy là trước chiến tranh này, khi mà được biết đến Vũ Nương là một người con gái như vậy thì Trương Sinh đã không ngại ngần xin mẹ 100 lạng vàng để cưới Vũ Nương về làm vợ. Và trước chiến tranh thì trong gia đình của Vũ Nương và Trương Sinh ấy thì chúng ta phải nắm được thứ nhất nhá, là Trương Sinh là con nhà hào phú nhưng mà không có học và tính hay ghen. Đấy, những yếu tố về Trương Sinh ban đầu nhá, là con nhà hào phú nhưng mà lại không có học và tính thì lại hay ghen. Còn Vũ Nương thì sao? Biết được cái tính của Trương Sinh như vậy thì nàng hết sức giữ gìn. Đấy, Vũ Nương thì hết sức giữ gìn và không bao giờ để cho vợ chồng phải đến bất hòa. Một người phụ nữ rất khéo léo, đúng không? Và nhưng mà chiến tranh nổ ra này thì vì Trương Sinh không có học cho nên là anh ta phải lên đường tòng quân, phải đi lính. Đấy. Và khi mà Trương Sinh đi lính thì Vũ Nương một mình ở nhà đã lo toan đầy đủ và chu toàn tất cả những cái công việc. Không chỉ là một người vợ thủy chung, nàng còn là một người con hiếu thảo, một người mẹ hết sức thương con nữa. Cụ thể như thế nào trong quá trình phân tích chúng ta sẽ nói. Ở đây là chị nhắc đến những cái tình tiết để các em nắm được cốt truyện, đúng không? Và sau khi mà chiến tranh kết thúc thì Trương Sinh trở về, nhưng mà lúc đấy thì người mẹ đã mất rồi, Vũ Nương đã lo toan chu toàn cho người mẹ rồi. Thì khi mà Trương Sinh trở về, trong một cái buổi mà đi thăm mộ mẹ thì đi cùng với đứa con là Đản, được không? Thì Trương Sinh lại phát hiện ra là Đản bấy lâu nay đã nhận một cái người nào đấy làm bố. Cho nên là hắn bắt đầu nổi cái tính hay ghen của mình, bắt đầu về đổ lỗi cho Vũ Nương và Vũ Nương đã phải chịu oan khuất. Vũ Nương đã hết lời thanh minh nhưng mà Trương Sinh thì không nghe, lại còn không cả chịu nói ra cái nguyên nhân, cái lời bóng gió đấy. Trương Sinh chỉ viện vào những cái lời bóng gió để có thể đổ oan cho Vũ Nương thôi, không cả nghe hàng xóm, không cả nghe mọi người xung quanh can ngăn, chỉ một mực cho rằng Vũ Nương là một người không giữ gìn trinh tiết trong quá trình mà anh ta đi lính. Đấy, cái yếu tố nó nằm ở chỗ đấy cơ. Đó, còn thằng bé Đản thì sao? Nó thì rất là ngây thơ và dựa vào lời của Vũ Nương hàng đêm, khi mà để nguôi ngoai cái nỗi nhớ cha của thằng bé, để nguôi ngoai cái sự tò mò của thằng bé, thì Vũ Nương đã chỉ vào cái bóng của mình và gọi đấy là cha của Đản. Thì đêm nào cha Đản cũng đến thăm Đản đấy thôi, đúng không? Nhưng mà rất là, gọi là đây là một cái yếu tố, một cái sự thắt nút rất là khôn khéo của tác giả khi mà để cho Đản kể lại cái câu chuyện đấy cho Trương Sinh, nhưng mà Trương Sinh lại hiểu lầm và không chịu nghe Vũ Nương thanh minh, cũng không chịu nói ra đâu
ai là người nói ra cái chuyện đấy vu oan cho Vũ Nương. Cho nên là Vũ Nương đã hết lời thanh minh, nhưng mà Trương Sinh đã không nghe và nàng đã phải tìm đến cái chết, được không? Đấy chính là sau chiến tranh nhá. Và nàng đã tìm đến cái chết. Thì khi mà Vũ Nương chết ý, thì Trương Sinh cũng mặc dù là rất là giận, nhưng mà cũng dù lắm thương xót, nhưng mà chuyện đã rồi, không làm thế nào được. Vũ Nương đã gieo mình xuống sông Hoàng Giang. Nhưng sau khi gieo mình xuống sông thì câu chuyện chưa kết thúc tại đó, được không? Câu chuyện chưa kết thúc tại đó. Sau khi gieo mình xuống sông thì Vũ Nương như thế nào nhỉ? Vũ Nương thì được các nàng tiên cứu giúp ở lại trong cung nước. Và trong cung nước đấy thì Vũ Nương đã gặp Phan Lang, một người cùng làng, trước đây đã được Linh Phi báo mộng và cứu giúp Linh Phi. Cho nên là khi mà Phan Lang gặp nạn thì Linh Phi đã báo ân, được không? Đã đền đáp cái công ơn đấy bằng cách là cho Phan Lang sống lại. Và khi mà Phan Lang được Linh Phi chăm sóc ở dưới thủy cung, ở dưới cung nước, thì đã gặp Vũ Nương. Và lúc đấy Vũ Nương lại tiếp tục bộc lộ cái tình nghĩa của mình, là một người nặng tình nặng nghĩa. Nàng mang ơn Linh Phi nhưng mà cũng không bao giờ nguôi ngoai cái nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương. Cho nên là cái cảnh cuối cùng diễn ra rất là lung linh ở trên sông nước. Phan Lang đã về truyền lại thông tin cho Trương Sinh, lập một cái đàn giải oan ở bến sông Hoàng Giang. Và đêm đó thì Vũ Nương đã hiện về, nhưng mà chỉ hiện về trong giây lát thôi, và cuối cùng thì biến mất vĩnh viễn. Đó chính là kết thúc của câu chuyện của chúng ta, được không? Các em đã nắm được cái cốt truyện của chúng mình chưa? Chị nói hơi nhanh nhưng mà chị nghĩ là cái cốt truyện này khá là đơn giản để các bạn nắm được. Khi mà chị đã chia ra thành những cái mốc thời gian nho nhỏ như thế này rồi thì các em có nắm được không? Các bạn ok chưa? Các bạn ok chưa nào? Chị nói có nhanh quá không? Nhưng chị cũng không muốn bị làm đứt mạch để cô các bạn nắm được cốt truyện ý. Các bạn nắm được không? Có không hiểu chỗ nào không nhỉ? Các em có không hiểu chỗ nào không? Ừ, rồi, ok. Quỳnh Anh ok rồi này. Các bạn khác thì sao? Ừ, nhá. Thì khi mà các em tóm tắt để nắm được cốt truyện ấy thì các em cũng hãy chia ra thành những cái mốc thời gian nho nhỏ như thế này, chia ra từng ý nhỏ một để các em không bị bỏ sót qua bất cứ một tình tiết nào. Và bên cạnh đấy cũng là cách để chúng ta lượt lại những cái yếu tố về cuộc đời và phẩm chất của nhân vật Vũ Nương nữa. Rất tốt. Ừ, ok. Rồi, các em cứ theo kịp như thế này thì chị mừng lắm này, động lực to đùng ở đây chứ đâu, đúng không? Rồi, phần 1 là tóm tắt nhá. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần 2. Phần này rất là quan trọng này, đi vào sâu hơn về kiến thức. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nhân vật Vũ Nương. Về nhân vật Vũ Nương thì có hai yếu tố, được không? Có hai yếu tố. Thứ nhất là về vẻ đẹp của Vũ Nương, và thứ hai là bi kịch mà Vũ Nương phải hứng chịu. Các em nắm được trước về cái bố cục nhá. Vẻ đẹp này, vẻ đẹp phẩm chất. Và thứ hai là bi kịch. Được không? Vẻ đẹp phẩm chất và bi kịch cuộc đời của Vũ Nương. Có bị tối quá không các bạn? Có tối quá không các em? Nhá. Về nhân vật Vũ Nương chúng ta sẽ tìm hiểu dựa trên hai ý chính. Phần thứ nhất, A nhỏ, là về vẻ đẹp phẩm chất. Nếu như được hỏi về cuộc đời của Vũ Nương thì đây chính là phần tóm tắt mà chị đã nêu với các bạn rồi, được không? Còn khi tìm hiểu về nhân vật này, chúng ta sẽ đi thật sâu, thật chi tiết về vẻ đẹp phẩm chất và bi kịch mà Vũ Nương đã phải chịu khi mà là một người phụ nữ sống dưới chế độ phong kiến. Về vẻ đẹp của Vũ Nương thì các em nghĩ là có bao nhiêu vẻ đẹp nhỉ? Trong quá trình phân tích thì chị nghĩ là các bạn nên triển khai ý theo 5 cái vẻ đẹp chính của nhân vật này. Thứ nhất là Vũ Nương là một người thùy mị, nết na, có tư dung tốt đẹp. Ý lớn đầu tiên nhá, về vẻ đẹp phẩm chất này, đó là người thùy mị. Ok không?
Hiểu ý chị không? Nhá, cái vẻ đẹp phẩm chất đầu tiên được vụ mà về Vũ Nương mà Nguyễn Dữ đã giới thiệu cho chúng ta trong tác phẩm này ngay từ những dòng văn đầu tiên. Đó là sao? Vũ Nương là một người con gái thùy mị, nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp. Và quan trọng nhá, trong cái yếu tố này thì tác giả đã nhấn mạnh ở phần đức hạnh. Vũ Nương đã mang vẻ đẹp đầy đủ, trọn vẹn của một người phụ nữ phong kiến. Bởi vì sao? Tính cách. Đây này, tác giả Nguyễn Dữ không coi trọng quá nhiều về mặt dung nhan của nhân vật này, mà tác giả muốn nhấn mạnh là tính tình ấy, tính đã thùy mị nết na lại thêm tư dung tốt đẹp. Được không? Đấy thì khi các em phân tích nhá, các em hãy nêu được rằng là tác giả Nguyễn Dữ đã nhấn mạnh về phẩm chất, được không? Nhấn mạnh về phẩm chất, phẩm hạnh của nhân vật. Qua đó thì chúng ta thấy được rằng là Vũ Nương là một người phụ nữ làm sao ạ? Chuẩn mực của xã hội phong kiến. Đấy. Và chính vì yếu tố này cho nên là chàng Trương Sinh đã đem lòng yêu mến và đã xin mẹ đem 100 lạng vàng để cưới về làm vợ. Tại sao phải nêu ra yếu tố này? Bởi vì nhá, trong xã hội phong kiến, đối với những con nhà hào phú như Trương Sinh ấy, thì hẳn là một người phụ nữ mà được anh ta để ý đến và đem lòng yêu mến thì cũng phải là một người phụ nữ làm sao ạ? Có cái phẩm chất như thế nào, có cái tư dung tốt đẹp như thế nào? Cho nên là cái chi tiết này cũng góp phần thể hiện được cái tư dung tốt đẹp của Vũ Nương được mọi người trân trọng như thế nào. Đúng không? Nhá. Đó. Và khi mà được Trương Sinh cưới về làm vợ rồi thì trong cái đời sống vợ chồng thì Vũ Nương đã tiếp tục bộc lộ thêm những cái vẻ đẹp về phẩm chất và đức hạnh của mình. Được không? Và các em ơi, khi mà các em sử dụng cái phần sách giáo khoa và học cùng với chị nhá, thì bạn nào không muốn làm bẩn sách giáo khoa thì cố gắng ghi những cái dẫn chứng mà chị nhấn mạnh ra. Còn bạn nào mà hay học theo cái cách gạch vào sách giáo khoa thì các em cũng hãy dùng cái bút nhớ của mình gạch những cái phần dẫn chứng đấy. Để làm sao? Để chúng ta phải ghi nhớ những dẫn chứng quan trọng nhất. Chúng ta không thể phân tích văn xuôi mà bịa ra dẫn chứng được, đúng không? Cho nên là phải nắm được dẫn chứng là cái yếu tố đầu tiên để giúp các bạn viết được một cái bài văn xuôi mà nó chi tiết đầy đủ nhá. Giúp chị cái phần đấy, được không? Em ghi bằng cách nào cũng được, nhưng mà phải ghi ra và phải nhớ được. Đấy. Rồi, ok. Đó là về vẻ đẹp phẩm chất đầu tiên. Đây nhá, chị gọi đây là phần 1 đi, để các bạn nắm được. 1 sao là vẻ đẹp phẩm chất đầu tiên của Vũ Nương nhá. Tiếp tục, 2 sao nào. Bắt đầu bước vào cái đời sống vợ chồng thì Vũ Nương sẽ được phân tích những cái vẻ đẹp dựa trên các mối quan hệ, được không? Và mối quan hệ đầu tiên chính là đối với chồng, thì Vũ Nương là một người vợ thủy chung. Đúng không? Đúng không? Các em có thấy Vũ Nương là một người vợ thủy chung không? Và bước vào khi mà phân tích Vũ Nương là một người vợ thủy chung thì bây giờ sẽ là những câu hỏi đặt ra cho các bạn này. Trong đời sống vợ chồng, trong cuộc sống vợ chồng bình thường, thì chi tiết nào cho thấy chúng ta biết được Vũ Nương là một người vợ thủy chung? Nào, trong cuộc sống vợ chồng bình thường, các em đọc sách giáo khoa rồi, đọc văn bản rồi, thì chi tiết nào cho chúng ta biết được là Vũ Nương là một người vợ thủy chung? Cái đời sống vợ chồng bình thường này là chính là cái giai đoạn mà trước khi Trương Sinh đi lính ấy. Nào các em có cái dẫn chứng nào, ghi lại chính xác cho chị cái dẫn chứng đấy. Nào, dẫn chứng chi tiết, dẫn chứng chính xác trong cái phần này là gì nhỉ? Nguyễn Dữ đã trình bày cho chúng ta rồi. Các em sẽ sử dụng dẫn chứng nào để chứng minh cho cái việc là Vũ Nương là một người vợ thủy chung trong cuộc sống vợ chồng bình thường? À, đúng rồi, không để vợ chồng phải đến bất hòa, đúng không? Trương Sinh thì được biết đến là vốn tính hay ghen.
Đối với vợ thì hay phòng ngừa quá sức, nhưng mà Vũ Nương biết được điều đấy và cũng hiểu được điều đấy, cho nên là nàng luôn giữ gìn khuôn phép và không bao giờ để cho vợ chồng phải đến bất hòa. Đúng không? Chính xác. Giữ gìn khuôn phép. Và chính điều đấy sẽ giúp cho là không bao giờ vợ chồng phải đến bất hòa. Dù nhá, dù Trương Sinh vốn tính hay ghen. Đó, yếu tố đầu tiên trong cuộc sống vợ chồng bình thường thì Vũ Nương luôn luôn giữ gìn khuôn phép và không bao giờ để cho vợ chồng phải đến bất hòa. Đúng rồi, chính xác. Các em hiểu ý chị rồi đấy, hiểu cái ý mà một chị muốn hướng đến cho các bạn tìm kiếm ở trong phần sách giáo khoa rồi đấy. Đúng không? Nhá. Chính xác, các bạn mà cứ ghi nhớ được như thế này thì tác phẩm này không có gì là khó hết ạ. Rồi, tiếp tục nhá. Khi tiễn chồng đi lính, khi tiễn chồng đi lính thì sao nhở? Cái hành động của Vũ Nương là gì và cái lời nói của nàng như thế nào? Nào, tiếp tục, chị cần các bạn ghi ra đây những cái dẫn chứng. Khi mà trong cái giây phút Vũ Nương rót chén rượu đầy, dặn dò Trương Sinh khi mà chàng đi lính ấy, thì cái hành động và lời nói của Vũ Nương điều gì đã thể hiện nàng là một người rất là yêu chồng, rất là lo lắng cho chồng, một người vợ thủy chung và dành hết cái sự quan tâm của mình đối với tính mạng, đối với cái sức, đối với cái cuộc sống của người chồng của mình. Nào. Vũ Nương đã rót chén rượu đầy, dặn dò chồng những cái lời tình nghĩa và đằm thắm, đúng không? Nhưng cái quan trọng nhá, các quan trọng là các em phải nắm được này. Nàng chẳng dám mong vinh hoa phú quý, đúng không? Chỉ cầu cho chồng khi về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi. Một người phụ nữ không chỉ thương chồng nhá, không chỉ yêu chồng, thương chồng mà hết sức lo lắng, không màng đến vinh hoa phú quý. Bởi vì bình thường nhá, trong cái xã hội phong kiến thì khi mà đi lính thì bao giờ người ta cũng mang theo cái mộng chinh phu để là lập công danh, để có thể về với, trở về trong vinh hoa phú quý với cờ lặng rực rỡ, đúng không? Nhưng mà quan trọng ở đây nhá, là Vũ Nương không mong cầu những cái điều đấy, không mong cầu những cái vật chất đấy, chỉ mong sao khi về chàng mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi. Một người giản dị và rất coi trọng tình nghĩa, đúng không? Đúng, chính xác. Đấy. Chính xác đấy. Các em hãy gạch được những cái dẫn chứng đấy giúp chị nhá. Quan trọng trong phần này là các em nhớ được dẫn chứng để chúng ta phân tích. Và qua dẫn chứng đấy, qua cái hành động và lời nói như vậy thì thể hiện được là thể hiện được là Vũ Nương rất là cảm thông cho những cái nỗi gian nan vất vả mà chồng phải chịu đựng nơi xa trường. Nàng cũng không mong cầu về vinh hoa phú quý, là một người hết sức giản dị và nặng tình nặng nghĩa. Đấy. Và nhá, quan trọng là tiếp tục này, khi chúng ta phân tích thì các em cũng để ý đến cái yếu tố về mặt nghệ thuật nhá. Những lời văn về khi mà Nguyễn Dữ thuật lại cái lời nói của Nguyễn Du ấy thì của Vũ Nương, chị xin lỗi nhá, chị nói sai. Khi mà Nguyễn Dữ thuật lại cái lời nói của Vũ Nương khi mà tiễn Trương Sinh lên đường đi lính ấy, thì đó là những lời văn mà làm sao nhở, từng nhịp em đọc lên cũng thấy mà, đúng không? Từng nhịp. Đây là một dạng của văn biển ngẫu với cái nhịp điệu giống như là nhịp điệu của trái tim của người vợ trẻ khao khát yêu thương, luôn luôn thổn thức lo âu với tấm lòng của Vũ Nương khiến ai ai cũng phải xúc động. Cái khung cảnh mà Vũ Nương rót chén rượu đầy tiễn Trương Sinh lên đường, thì bên cạnh hành động đấy với những cái lời tình nghĩa đằm thắm của Vũ Nương, thì khi các em phân tích, các em cũng đừng chỉ thuật lại những cái dẫn chứng đấy mà khiến cho bài văn của mình chỉ như là kể lại câu chuyện. Các em phải thêm những cái câu văn phân tích như thế này nhá. Đó là những cái lời văn từng nhịp
Từng nhịp văn biển ngẫu như nhịp đập của trái tim. Trái tim của ai? Trái tim của một người vợ, một người phụ nữ trẻ đang khao khát yêu thương, luôn luôn thổn thức lo âu. Với tấm lòng như vậy thì Vũ Nương đã khiến ai ai cũng phải xúc động. Được không? Nhá. Các em đọc lên cũng sẽ thấy được đây là cái văn biển ngẫu khi mà từng nhịp văn như thế. Nhá. Cho nên là khi chúng ta phân tích hãy chú ý đến cái yếu tố về mặt nghệ thuật nữa, chứ chúng ta sẽ không đơn thuần chỉ thuật lại những cái chi tiết mà tác giả đã đưa lên. Nếu như vậy thì bài văn của chúng mình nó chỉ như là kể lại câu chuyện thôi. Hiểu ý chị không? Nhá. Được không nào? Các bạn hiểu ý chị không? Và nắm được cái phần đấy chưa? Những lời văn từng nhịp văn biển ngẫu nhá, nó giống như nhịp đập của trái tim của người phụ nữ, của người vợ trẻ khao khát yêu thương và luôn thổn thức lo âu cho chồng. Và điều đấy khiến cho ai ai cũng phải xúc động về một người vợ trẻ và luôn yêu thương chồng như Vũ Nương. Nhá. Tiếp tục này, bước sang một cái giai đoạn mới khi xa chồng. Nào. Khi xa chồng thì sao nhở? Khi xa chồng ấy thì nếu như nhiều người nghĩ rằng đây là cái hoàn cảnh mà dễ khiến cho người phụ nữ mà vì nhớ nhung quá mà mất đi cái sự thủy chung của mình, thì đặc biệt hơn trong cái khoảng thời gian khi xa chồng này thì Vũ Nương lại càng chứng tỏ và bộc lộ những phẩm chất đáng quý của mình, đặc biệt là đối với chồng, đúng không? Nàng vẫn là một người vợ thủy chung. Cái nỗi buồn và nỗi nhớ chồng vỏ võ kéo dài qua năm tháng. Mỗi khi thấy bướm lượn đầy vườn này, mây che kín núi, thì nỗi buồn góc bể chân trời không thể nào ngăn được. Đúng không? Các em thấy cái phần đấy chưa? Các em thấy phần đấy chưa? Nhá. Thì khi xa chồng sẽ có rất nhiều những yếu tố, cả về tình cảm đối với người con, tình cảm đối với người mẹ. Nhưng các em chú ý cho chị là ở đây chúng ta đang đi phân tích cái ý là người vợ thủy chung. Cho nên là phân tích cho ý nào thì chúng ta chỉ lấy những cái dẫn chứng phục vụ cho ý đấy thôi. Thì khi xa chồng, Vũ Nương là một người vợ thủy chung, thể hiện qua chi tiết là nàng vẫn luôn luôn khắc khoải cái nỗi buồn và nỗi nhớ chồng vỏ võ, một lòng hướng về chồng của mình thôi. Và cái nỗi nhớ đấy nó cứ kéo dài qua năm tháng, bộc lộ qua cái chi tiết, qua cái hình ảnh mà tác giả đã viết lên này. Mỗi khi thấy bướm lượn đầy vườn, mây che kín núi, thì nỗi buồn góc bể chân trời lại không thể nào khóa ngấp được, không thể nào ngăn cản được. Đấy. Nhá. Chị ghi ở đây những cái mốc thời gian chính để các bạn nắm được dẫn chứng thôi. Phải gạch được những cái dẫn chứng đấy cho chị nhá. Còn phần nào chú ý phân tích thì chị cũng đã ghi lại để các bạn nắm được rồi đây này. Nhớ theo dõi nhá. Được không? Thì ở đây là các em phải nắm được cái chi tiết là mỗi khi thấy bướm lượn đầy vườn, mây che kín núi, thì nỗi buồn góc bể chân trời lại không thể nào ngăn được. Điều đó thể hiện cho cái gì? Cho nỗi buồn này, nỗi nhớ chồng vỏ võ, được không? Kéo dài qua năm tháng, đó, được không? Tiếp tục cùng với chị chuyển sang ý tiếp theo được chưa? Tiếp tục cùng với chị chuyển sang ý tiếp theo được không? Và cuối cùng nhá, cuối cùng là khi bị chồng nghi oan. Thì sao nhỉ? Mặc dù là Vũ Nương bị đặt vào cái tình thế rất là gay go khi mà bị chồng nghi oan, nhưng không biết ai đã đổ oan cho mình, không biết nguyên do ở đâu mà xuất hiện cái lời bay buộc như thế. Và Vũ Nương thì vẫn kiên trì, vẫn một mực minh oan cho mình. Và cái phẩm chất của Vũ Nương còn được thể hiện qua cái chi tiết mà họ hàng đã can ngăn Trương Sinh rất là nhiều, đã bênh vực Vũ Nương rất là nhiều. Đấy, khi mà bị chồng nghi oan như thế này này, thì Vũ Nương nhá, luôn một mực khẳng định cái sự chung thủy của mình qua những cái lời nói. Nhưng chi tiết hơn thì chị nghĩ là những lời nói đấy chúng ta sẽ để dành xuống cái phần để chúng ta khẳng định cái bi kịch của Vũ Nương. Còn ở đây, ở cái giai đoạn mà khi bị chồng nghi oan này này, Vũ Nương vẫn thể hiện cái sự thủy chung của mình thông qua lời nói, thông qua cái sự khẳng định về tình cảm, tấm lòng của mình đối với chồng, và thông qua cả cái chi tiết mà họ hàng đã can ngăn Trương Sinh, đã bênh vực Vũ Nương như thế nào. Được không? Ok em ơi, các em đâu rồi? Sao chị ngước lên lại không thấy bạn nào tương tác thế nhở? Đâu rồi? Các em đâu hết rồi?
Các em hiểu ý chị không? Hiểu ý chị không nào? Đã ghi được hết những cái dẫn chứng đấy ra chưa? Thỉnh thoảng các em phải nói lên chứ để chị biết chứ, đúng không? Rồi, ok. Ghi được cả chứ. À, thế thì chị nghĩ ra rồi. Bài tập cuối cùng của chúng mình đối với bài này đơn giản thôi. Chỉ là các em chụp lại cái phần ghi chép của các bạn để chị biết được là các em học như thế nào. Mở màn cho cái bài tập đầu tiên của chúng mình cũng gọi là dễ thở như thế thôi, đúng không? Nhở? Rồi, ok. Được nhá. Đó. Đó là về Vũ Nương là một người vợ thủy chung. Bây giờ chúng ta tiếp tục bước sang 3 sao. Vũ Nương không chỉ là một người vợ thủy chung mà trong cuộc sống gia đình thì Vũ Nương còn bộc lộ là một người mẹ thương con. Đấy, Vũ Nương còn là một người mẹ hiền, hết lòng nuôi dạy và chăm sóc bù đắp cho đứa con trai nhỏ thiếu vắng tình cảm của cha. Đúng không? Thứ nhất nhá, là hết sức thương con này. Chăm sóc cho con này. Thì có thể thấy là trong cái khoảng thời gian mà Trương Sinh đi lính, Vũ Nương không chỉ là mẹ mà còn là một người cha, cố gắng bù đắp sự thiếu vắng tình cảm người cha cho đứa con của mình. Và chính cái chi tiết chiếc bóng đã là một chi tiết thể hiện cho cái tình cảm yêu thương mà Vũ Nương dành cho Đản. Hàng đêm, Vũ Nương biết được rằng con của mình rất là nhớ cha, và cả cái sự tò mò của con trẻ, nó không biết rằng cha nó đang ở đâu, nó cũng không biết rằng, sợ là nó sẽ nghĩ rằng là mình là một người không có cha. Cho nên là Vũ Nương đã, lúc đấy đã rất là nhanh trí chỉ vào bóng của mình và nói đấy là cha Đản, cha Đản đang đến thăm Đản cái kia. Và Vũ Nương làm gì thì người cha đấy làm như vậy. Vũ Nương có những hành động yêu thương con như thế nào thì người cha cũng như vậy. Cho nên là trong giây phút đó, Đản đã cảm nhận được tình cảm của người cha. Mặc dù đấy không có thật nhá, nhưng bằng cái sự thông minh, bằng cái tình thương của Vũ Nương mà Đản đã cảm nhận được đầy đủ tình cảm của cả cha và mẹ. Nhưng mà không ai có thể biết trước được rằng chính cái chi tiết thể hiện cái tình thương con đấy của Vũ Nương cũng lại chính là chi tiết đã hại Vũ Nương phải đi đến cái bi kịch đau xót, phải tìm đến cái chết và mãi mãi xa lìa với cả trần gian. Đúng không? Đó, cho nên là trong cái phần phân tích về tình cảm thương con của Vũ Nương có hai ý chính. Thứ nhất là Vũ Nương vẫn luôn luôn chăm sóc tốt cho con và muốn bù đắp cái sự thiếu vắng tình cảm người cha cho đứa con của mình thông qua chi tiết chiếc bóng. Được không? Phần này nhỏ như thế thôi, đơn giản mà. Tiếp tục nhá, sang đến cái phần 4. 4 sao đi. Nào, 4 sao thì Vũ Nương còn được biết đến là một người con hiếu thảo. Đó, Vũ Nương còn được biết đến là một người con dâu hiếu thảo. Nàng đã tận tình chăm sóc mẹ chồng lúc ốm đau già yếu này. Lúc mà bà ốm đau, già yếu ấy, thì Vũ Nương đã tận tình chăm sóc, coi đó như là cha mẹ ruột của mình. Vậy là Vũ Nương với rất nhiều những cái nỗi vất vả của một người vợ tự tay một mình chăm sóc cho con thì nay lại còn phải chăm sóc cho cả mẹ chồng nữa. Nhưng mà Vũ Nương đã tận tâm, tận lực dùng hết cái tình cảm của mình dành cho chồng, dành cho gia đình chồng để chăm sóc người mẹ già lúc ốm đau, già yếu. Đúng không? Và khi mà bên cạnh đấy nhá, cái hành động chăm sóc của Vũ Nương ấy và cái tấm lòng của Vũ Nương còn được thể hiện qua cái việc mà nàng thành tâm lễ bái thần Phật, dịu dàng lấy lời ngọt ngào khuyên lơn.
Nếu như mà cái sự cái tình thương, cái tình yêu thương hiếu thảo đối với mẹ chồng nếu như nó giả giả tạo ấy thì nàng sẽ không bao giờ có cái sự thành tâm lễ bái thần Phật và dịu dàng lấy cái lời ngọt ngào khuyên lơn mẹ chồng mỗi khi mà bà ốm đau già yếu. Đúng không? Nhá. Đấy, cho nên là khi mà phân tích về chi tiết đấy thì các em vận dụng những cái dẫn chứng mà chúng ta có được nhá. Và khi mà mẹ chồng mất ý, đúng không? Đó thì cái tình cảm của Vũ Nương được thể hiện qua cái lời trăn trối cuối cùng của mẹ chồng đã đánh giá cao cái công lao của Vũ Nương đối với gia đình, đúng không? Và sau này khi mà trời xét lòng lành đấy thì vân vân cho đến cái chỗ mà cũng như con đã chẳng phụ mẹ. Đấy chính là cái lời nói, cái lời trăn trối mà người mẹ Trương Sinh đã dành cho Vũ Nương. Đấy cũng giống như là một cái sự công nhận, cái sự đánh giá cao công lao của Vũ Nương đối với gia đình nhà chồng. Các em gạch cái dẫn chứng đấy chưa? Gạch được dẫn chứng đấy chưa? Thì đây sẽ là hai cái chi tiết để thể hiện được Vũ Nương là một người con dâu hiếu thảo. Và bên cạnh đấy nhá, mở rộng một chút xíu, như các em đã biết ấy, trong cái xã hội phong kiến thì cái mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu ấy là một mối quan hệ hết sức phức tạp. Không phải ai, không phải người phụ nữ nào cũng có thể cân bằng và gọi là được mẹ chồng trân quý giống như là Vũ Nương đâu. Chính cái lời nói của người mẹ chồng khi trước lúc ra đi á đã khẳng định được là mẹ chồng rất là trân trọng cái tình cảm của nàng, rất là quý trọng nàng. Và đấy cũng là một minh chứng cho cái việc Vũ Nương đã tận tâm tận lực đối với gia đình nhà chồng như thế nào. Là một người phụ nữ chu toàn và hoàn hảo, là một cái hình mẫu lý tưởng của người phụ nữ trong xã hội phong kiến như thế nào, đúng không? Và như vậy nhá. Và cuối cùng này, năm sao, một cái ý nho nhỏ thôi, là Vũ Nương là một người rất tình nghĩa. Khi mà đây nó nhắc đến một chút xíu ở cái giai đoạn sau, khi mà Vũ Nương được Linh Phi cứu giúp, chịu ơn Linh Phi cho nên là ở sống ở dưới cung nước, nhưng mà Vũ Nương cũng không không nguôi ngoai cái nỗi nhớ quê hương của mình, cho nên là đã nhờ Phan Lang về nhắc nhở Trương Sinh. Và chính cái tình nghĩa của Vũ Nương đã dẫn đến cái chi tiết kết thúc truyện khi mà nàng trở về lung linh kỳ ảo ở trên bến sông Hoàng Giang, nhưng mà chỉ xuất hiện trong giây lát. Bởi vì sao? Thứ nhất là nàng muốn báo đáp ân tình của Linh Phi cho nên không thể cứ thế mà ở lại trần gian được. Và cái thứ hai là nàng trở về như vậy cũng chỉ là để giải oan, tự giải oan cho mình, cũng là để gọi là Trương Sinh nguôi ngoai cái sự hối hận, cái sự ân hận để có thể tiếp tục chăm sóc cho đàn. Đấy, cho nên là Vũ Nương cũng được biết đến là một người tình nghĩa, khi vừa muốn báo đáp công ơn của Linh Phi, cũng vừa muốn trở lại quê hương trong giây lát để có thể gọi là tự minh oan cho mình và quan tâm đến gia đình của mình. Nhá. Rồi, đó chính là những cái có 5 sao tương ứng với 5 cái phẩm chất tiêu biểu của Vũ Nương. Và qua đây ta sẽ có một cái tiểu kết nho nhỏ. Vũ Nương là một người phụ nữ nết na, hiền thục, đảm đang, tháo vát, thờ kính mẹ chồng, rất mực hiếu thảo, một dạ thủy chung với chồng. Nàng đã hết lòng vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Và nàng là một người phụ nữ hoàn hảo. Được không? Lý tưởng của mọi gia đình là khuôn vàng thước ngọc, của người phụ nữ là khuôn vàng thước ngọc của mọi người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa ở Việt Nam. Và qua đấy nhá, một người phụ nữ hoàn hảo như thế này thì Vũ Nương phải xứng đáng với một cuộc đời hạnh phúc. Đúng không? Người tốt thì phải gặp được điều lành chứ, đúng không? Nếu như theo cái quy luật tự nhiên như vậy. Nhưng không,
chính cái xã hội phong kiến, chính những cái yếu tố bất công tàn bạo đã chà đạp lên số phận của người phụ nữ, của một khuôn vàng thước ngọc như Vũ Nương, đáng ra xứng đáng với cuộc đời hạnh phúc, nhưng cuối cùng thì nàng phải chịu bi kịch. Chúng ta sang cái phần B nhỏ nhá, là bi kịch của Vũ Nương. Thêm theo kịp không? Hiểu ý chị không? Đây cũng là một cái hướng gợi ý cho các bạn khi các em dẫn dắt nhá. Nếu như đề bài yêu cầu chúng ta phân tích về Vũ Nương thì cái yếu tố dẫn dắt vừa rồi sẽ giúp cho chúng ta sẽ không bị khô khan. Bình thường thì các em sẽ viết là gì nhỉ? Vũ Nương có phẩm chất tốt đẹp như vậy nhưng nàng lại phải chịu một số phận bi kịch. Thì thay vào đấy nhá, các em có một câu khẳng định: với tất cả những vẻ đẹp về phẩm chất và đức hạnh của mình, Vũ Nương xứng đáng với một cuộc đời hạnh phúc nhất, nhưng xã hội phong kiến đã không cho phép điều đó. Cuối cùng thì Vũ Nương lại phải chịu bi kịch và phải tìm đến một cái chết đau đớn và oan nghiệt. Chúng ta bước vào phần bi kịch của Vũ Nương. Hiểu ý chị không? Nhá. Được không? Chị vừa giảng với các bạn và chị cũng mong muốn là các em học tập được, học hỏi được những cái cách chúng ta diễn đạt linh hoạt trong bài viết của mình. Làm sao bài viết của mình nó thật là hấp dẫn, không bị khô khan và không bị cứng nhắc. Được không? Nhá. Rồi bước sang cái phần bi kịch của Vũ Nương đi. Phần này nó sẽ chủ yếu nằm ở ba cái lời thoại của Vũ Nương khi mà bị Trương Sinh nghi oan và khi mà đứng trước cái bến sông Hoàng Giang ấy. Nhá. Đúng không nào? Trước tiên này, ý đầu tiên, chị gọi là một sao nhá, một sao ở trong phần B nhỏ này này. Thì bi kịch của Vũ Nương chính là bị chồng hiểu lầm và dẫn đến cái chết oan nghiệt. Chết rồi, chị viết nhầm rồi, oan nghiệt nhá. Được không? Các bạn có còn đang theo dõi không? À, đó là gì? Vũ Nương với tất cả những vẻ đẹp về phẩm chất và đức hạnh của mình, nàng xứng đáng với một cuộc đời hạnh phúc, nhưng xã hội phong kiến đã không cho phép điều đó. Cuối cùng thì Vũ Nương lại phải chịu một số phận bi kịch với một cái chết oan nghiệt và không thể trở lại với dương thế. Được chưa? Đó, và bắt đầu chúng ta bước vào phần bi kịch của Vũ Nương nhá. Thì bi kịch đầu tiên là bị chồng hiểu lầm dẫn đến một cái chết oan nghiệt. Vậy thì trước tiên các em phải nắm được cho chị nguyên nhân. Nguyên nhân của sự hiểu lầm đã dẫn đến cái chết của Vũ Nương là gì? Chúng ta sẽ triển khai cái nguyên nhân này dựa trên hai ý là nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân gián tiếp nhá. Được chưa? Nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân gián tiếp. Đấy. Nguyên nhân trực tiếp thì như các em đã biết, thứ nhất là do Đản, sự ngây thơ của Đản. Đản đã kể lại tất cả những cái gì nó biết về người cha bấy lâu nay vẫn đang xuất hiện trong cuộc đời của nó như thế nào. Nhưng mà Trương Sinh kết hợp với cái sự hay ghen, với cái bản tính hay ghen và cái sự độc đoán vũ phu của mình, thì Trương Sinh đã một mực đổ oan cho Vũ Nương. Đúng không? Trực tiếp thì thứ nhất là do lời nói ngây thơ của bé Đản nhá. Và thứ hai là do bản tính hay ghen, vũ phu, độc đoán của Trương Sinh. Được chưa? Hai yếu tố chị ghi tắt ở đây là Đản và Trương Sinh, các em nắm được nhá. Còn gián tiếp thì sao? Gián tiếp chúng ta sẽ nhắc đến xã hội phong kiến. Nếu như không ở trong một cái xã hội phong kiến bất công, hà khắc và bất bình đẳng như thế, thì Vũ Nương đã dễ dàng tìm ra được ai là người đã đổ oan cho mình. Và Vũ Nương cũng dễ dàng minh oan cho mình. Nhưng mà sao? Chính cái xã hội phong kiến bất công với cái sự bất bình đẳng nam nữ này này, và cả bất bình đẳng trong gia đình nữa. Vũ Nương vốn con kẻ khó và Trương Sinh thì con nhà hào phú, cho nên là trong cái cuộc sống gia đình ấy, người vợ cứ phải một mực nghe theo chồng. Bất công đấy, vô lý đấy, nhưng mà không thể cãi được. Thậm chí là không được phép cãi, chứ không phải là không cãi được, đúng không? Nhá. Cho nên là cái yếu tố gián tiếp dẫn đến sự hiểu lầm và cái chết oan nghiệt của Vũ Nương chính là yếu tố về mặt xã hội phong kiến. Đó là một xã hội bất bình đẳng, được không? Thứ hai là một xã hội phong kiến hà khắc, người phụ nữ không có quyền tự bảo vệ mình, và chữ trinh thì được đặt lên hàng đầu. Chữ trinh là cái quan trọng nhất. Và yếu tố thứ hai nhá, là chiến tranh nữa. Nếu không có chiến tranh
thì đã không có cái bóng. Và nếu không có cái bóng thì đã không có cái sự hiểu lầm đấy, đúng không? Không có chiến tranh thì đàn được trương sinh chăm sóc bình thường thôi, và chúng ta không có gì để bàn cãi cả. Đó, cho nên là chiến tranh cũng là chiến tranh phong kiến ấy, cũng là một yếu tố gián tiếp dẫn đến sự hiểu lầm và cái chết oan nghiệt của Vũ Nương. Rồi, khi mà nắm được nguyên nhân như vậy rồi nhá, thì các em cũng phải nắm được cho chị là Vũ Nương đã thanh minh cho mình như thế nào. Cái này đầu tiên thể hiện qua lời nói một. Nào, dở sách giáo khoa cho chị nào. Lời nói đầu tiên Vũ Nương nói như thế nào nhỉ? Nào, lời nói đầu tiên thì Vũ Nương nói như thế nào? Theo dõi cùng chị nhá. Vũ Nương đã thanh minh cho mình như thế này này. Thiếp vốn con kẻ khó, được nương tựa nhà giàu, sum họp chưa thỏa tình chăn gối, chia phôi vì động việc lửa binh, cách biệt 3 năm giữ gìn một tiết, tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót, đâu có sự mất nét hư thân như lời chàng nói, dám xin bày tỏ để cởi mối nghi ngờ, mong chàng đừng một mực nghi oan cho thiếp. Đấy, có thể thấy nhá, nếu mà các em khéo léo một chút, tinh tế một chút thì sẽ nhận ra là trong cái tác phẩm này, Nguyễn Dữ đã để cho Vũ Nương nói khá là nhiều, chủ yếu là những cái lời thoại của Vũ Nương và lời thoại của các nhân vật. Đấy cũng là một cái yếu tố sáng tạo. Bởi vì nếu như cốt truyện dân gian ý, thì nó sẽ tập trung vào tình tiết, vào những cái gọi là hành động hơn. Nhưng mà sự sáng tạo của Nguyễn Dữ nằm ở việc là đã gửi gắm cái tâm tư tình cảm của mình thông qua lời nói của nhân vật. Cho nên là phần sau khi mà tổng kết về đặc sắc nghệ thuật thì các em cũng đừng quên cái yếu tố là lời thoại của các nhân vật nhé. Đó. Thì với lời nói một của Vũ Nương cũng đã thể hiện được nhá. Trước tiên này, lời nói đầu tiên là Vũ Nương đã nói đến thân phận của mình. Nhắc đến cái thân phận của mình đấy. Để cho Trương Sinh biết được rằng là Vũ Nương ý thức rất rõ về thân phận của mình. Và trong cái thân phận đấy, khi mà hiểu được thân phận như thế thì không có lý do gì khiến cho nàng phải có cái sự hư thân mất nét như Vũ Nương, như Trương Sinh đổ oan, đúng không? Đấy, đấy chính là cái lời nói đầu tiên. Và Vũ Nương đã khẳng định cái sự thủy chung và trong trắng của mình. Nàng cố gắng cứu vãn hàn gắn hạnh phúc gia đình đang có nguy cơ tan vỡ, đúng không? Cố gắng hàn gắn nhé. Nhưng mà Trương Sinh thì sao? Sau cái lời nói đấy thì Trương Sinh vẫn một mực đổ oan cho Vũ Nương, và khiến cho nàng bất đắc dĩ đã phải thốt ra cái lời nói thứ hai. Trương Sinh lại còn không cần nói ra nguyên nhân nữa cơ, chỉ cứ viện vào những cái chuyện bóng gió để đổ oan cho Vũ Nương mà thôi, và bỏ qua tất cả những cái lời bênh vực của hàng xóm, của mọi người xung quanh, đã khiến cho cái lời nói thứ hai của Vũ Nương là gì? Nào, theo dõi cùng với chị. Các em ơi, trong cái lời nói thứ hai thì các em bị ấn tượng nhất đối với cái câu thoại nào của Vũ Nương? Bước sang đến cái lời nói thứ hai này này, thì Vũ Nương đã không còn phải là cố gắng hàn gắn hạnh phúc gia đình nữa, mà đã bộc lộ cái sự thất vọng của mình rồi. Nàng hiểu được rằng là không còn cách nào có thể hàn gắn được nữa rồi. Bây giờ thì nàng muốn bày tỏ cái sự thất vọng của mình, tất cả những gì mình bỏ ra mà bây giờ lại phải nhận lại cái lời bay tiếng buộc như thế. Quá bất công vô lý, đúng không? Nào, trong lời nói thứ hai của Vũ Nương, các em tìm thấy chưa? Thì các em ấn tượng nhất với câu thoại nào? Với lời nói nào? Với hình ảnh nào đi? Đúng rồi, nay đã bình rơi châm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao liễu tản trước gió, khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu còn có thể lại lên núi vọng phu kia nữa. Tất cả những hình ảnh đấy, các em xem cái phần chú giải trong sách giáo khoa ấy, thì đấy là những cái hình ảnh mà cho thấy được cái nỗi thất vọng của Vũ Nương. Đâu còn có thể lên núi vọng phu kia nữa, đâu còn gì để có thể dựa vào, đâu còn gì là cái niềm tin để có thể một lòng thủy chung với chồng được nữa. Khi tất cả những gì nàng bỏ ra, khi tất cả những gì nàng cống hiến cho gia đình nhà chồng, nay đã bị
Trương Sinh một mực phủ nhận hết. Và cái lời nói thứ hai này của Vũ Nương đã thể hiện được cái sự thất vọng. Nhá, được không? Tại sao chúng ta phải phân tích ba cái lời nói này? Bởi vì ba cái lời nói của Vũ Nương cũng thể hiện được cái diễn biến tâm trạng của nàng khi đối diện với bi kịch. Được chưa? Nên các em phải theo dõi kỹ phần này nhá. Đúng chính xác rồi đấy. Chính là cái phần mà rất là ấn tượng ở trong cái phần này mà cố gắng các em nhớ được giúp chị nhá, được không? Nay đã bình rơi châm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao liễu tàn trước gió, khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa đâu còn có thể lại lên núi vọng phu kia nữa. Được không? Đấy chính là cái sự thất vọng mà Vũ Nương bộc lộ. Người phụ nữ của gia đình nay đã bị mất đi hạnh phúc, tình cảm thủy chung đã bị phủ nhận một cách hoàn toàn, và cả những ngày tháng đằng đẵng chờ chồng cũng không còn nữa. Được không? Đó chính là lời nói thứ hai. Và bước sang cái lời nói thứ ba nè. Lời nói thứ ba này là khi mà Vũ Nương nói xong lời nói thứ hai bên trên nhá, bày tỏ cái nỗi thất vọng đấy, nhưng mà Trương Sinh cũng không công nhận. Và cuối cùng thì nàng đã chọn cách là tắm gội chay sạch và ra bến Hoàng Giang để gieo mình xuống sông. Và trước khi gieo mình xuống sông thì cái sự thất vọng đến tột cùng của Vũ Nương đã được bộc lộ qua lời nói thứ ba này. Vũ Nương đã thất vọng đến tột cùng và đau đớn ê chề, cuộc hôn nhân không còn cách nào hàn gắn nổi. Vũ Nương chỉ còn biết than vãn với trời đất và mượn dòng nước Hoàng Giang để rửa sạch oan uổng của mình. Nàng đã than rằng như này ạ: Kẻ bạc mệnh này duyên phận hẩm hiu, chồng con vẫy bỏ, điều đâu bay buộc, tiếng chịu nhước nhơ, thần sông có linh, xin ngài chứng giám. Thiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng, vào nước xin làm ngọc mị nương, xuống đất xin làm cỏ ngu mỹ, nhược bằng lòng chim dạ cá, lừa chồng dối con, dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quạ, và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ. Cái lời nói thứ ba này, thứ nhất nó bày tỏ cái nỗi thất vọng tuyệt cùng. Của Vũ Nương không còn cách nào cứu vãn được nữa. Cái thứ hai, lời nói này cũng thể hiện được rằng là Vũ Nương vẫn luôn luôn một lòng thủy chung trong sạch. Đúng không? Đấy, dưới xin làm đây này, nếu như nàng không thủy chung trong sạch ấy thì nhược bằng lòng chim dạ cá, thì dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quạ cơ mà. Các em phải hiểu rằng cái lời thề trước khi chết ấy nó rất là quan trọng. Và đến khi như vậy rồi, Vũ Nương vẫn luôn luôn một lòng giữ gìn cái trinh tiết của mình, khẳng định cái trinh tiết của mình. Và cuối cùng nhá, cái lời nói của Vũ Nương mặc dù là ấy là một cái hành động bất đắc dĩ, nhưng mà nó hoàn toàn hợp lý với tâm lý của Vũ Nương và với cái bối cảnh xã hội lúc bấy giờ. Người phụ nữ đâu còn cách nào khác để khẳng định cái sự thủy chung của mình nữa đâu các em. Nói chồng không nghe, mọi người can ngăn chồng cũng không nghe, rồi chồng còn đánh đập đuổi đi. Vậy thì còn nơi nào để có thể dung thân được nữa? Không có chuyện là trở về nhà mẹ đẻ như bây giờ các em hình dung đâu nhá. Không có chuyện đấy. Các em phải hiểu rằng là trong cái xã hội phong kiến ấy, người phụ nữ đã bước về nhà chồng, nhưng khi mà bị nhà chồng ruồng bỏ, khi bị chồng ruồng bỏ thì không còn nơi nào có thể dung thân được nữa, chỉ còn cách chọn cái chết mà thôi. Cho nên đây là một hành động hết sức hợp lý, hành động quyết liệt và chất chứa cái nỗi đắng cay, nhưng phù hợp với tính cách của Vũ Nương. Đó, được không? Nhá. Và qua đây này, qua tất cả những cái bi kịch của Vũ Nương thì chúng ta còn phải nắm được cái hai sao nữa. Cái hai sao là cái bi kịch. Bi kịch chỉ có thể trở lại trong chốc lát. Rồi vĩnh viễn biến mất. Được không? Thì cái bi kịch này thì mặc dù là được Linh Phi và các nàng tiên cá cứu giúp, nhưng mà Vũ Nương thì chỉ có thể trở lại trong chốc lát, trong một cái bến Hoàng Giang lung linh kỳ ảo buổi đêm như thế thôi. Thì Vũ Nương đã được giải oan, nhưng cái bi kịch đó là
Vũ Nương không thể trở lại làm người bình thường, hưởng cái hạnh phúc gia đình được nữa, đúng không? Vì đây chính là cái bi kịch. Nhưng mà ở cái yếu tố này thì các em chú ý đến cái yếu tố kỳ ảo cho chị nhá, được không? Chú ý đến cái yếu tố kỳ ảo cho chị. Cái yếu tố kỳ ảo này nhá, thứ nhất là nó giúp cho câu chuyện, cái kết của câu chuyện này có phần có hậu. Nó bày tỏ tấm lòng nhân đạo của nhà văn Nguyễn Dữ. Nhưng bên cạnh đấy, cái sự sáng tạo và cái yếu tố độc đáo của tác giả là đưa những chi tiết kỳ ảo này đan xen với những chi tiết thật, đúng không? Nếu như chỉ kỳ ảo không ấy thì nó giống như câu chuyện bịa và nó thiếu thuyết phục. Ở đây nhá, Nguyễn Dữ đã đưa những cái chi tiết kỳ ảo, ví dụ như là Linh Phi báo mộng cho Phan Lang, nhưng nó lại đi kèm với cái yếu tố là cuối đời khai đại nhà Hồ, quân Minh mượn tiếng đưa Trần Thiên Bình về nước, phạm vào cửa ải Chi Lăng. Chính cái điều đấy khiến cho người dân trong nước nhiều người phải sợ hãi và chạy trốn ra ngoài bể, không may bị đắm thuyền, và Phan Lang là một trong những người chịu cái nạn đấy. Và Linh Phi đã cứu giúp Phan Lang, rồi từ đấy Phan Lang gặp được Vũ Nương, rồi Vũ Nương mới có thể trở về trần thế. Hiểu với chị không? Thì chi tiết kỳ ảo được đưa vào luôn luôn có sự song hành cùng với những yếu tố của đời thật, chính xác cả về mặt thời gian và không gian lịch sử, với những cái địa danh như là Bến Hoàng Giang này, như là thời gian về khai đại nhà Hồ, vân vân. Đấy là đều là những cái yếu tố về lịch sử, và nó cho thấy được cái sự xác thực. Vậy là vừa thực vừa hư, những yếu tố kỳ ảo bước vào trong tác phẩm, đem đến một cái kết có phần có hậu, nhưng vẫn còn đấy cái nỗi đau xót của số phận người phụ nữ phải chịu bi kịch đắng cay oan nghiệt, đúng không? Đấy, đấy các em hiểu được không? Hiểu được ý chị không? Nhá. Vậy là trong buổi tối hôm nay chị đã cùng với các bạn đi hết phần phân tích về nhân vật Vũ Nương. Và trong cái phần nội dung của tác phẩm này thì chúng ta còn một phần nho nhỏ về nhân vật Trương Sinh và tổng kết về đặc sắc nghệ thuật nội dung nữa. Thì phần này chị xin phép các bạn chúng ta sẽ trở lại trong buổi sau được không? Bởi vì hiện tại thì điện thoại của chị nó bị hết pin mất rồi. Nếu như mà không kết thúc nhanh và lưu lại thì chị sợ sẽ bị mất cái phần phát trực tiếp này mất. Được không? Thì các em ơi, chúng ta sẽ kết thúc nhanh cái buổi học ngày hôm nay tại đây. Các em có gì muốn chia sẻ cùng với chị không? Các em có gì muốn chia sẻ cùng với chị không nào? Chị sợ là bị sập nguồn xong rồi bị mất luôn cái video này hôm nay luôn ấy. Nào nhanh chóng các bạn ơi, những bạn còn đang xem ấy, để cho chị biết nào. Đầy đủ 100% pin rồi đây, nhưng mà điện thoại của chị nó nhanh hết pin quá, xin lỗi các bạn nhé. Được không? Các em ơi, hiểu ý chị không? Chúng ta đã đi hết kiến thức về Vũ Nương rồi đấy, là nhân vật chính, những cái kiến thức chi tiết nhất và quan trọng nhất của tác phẩm này rồi. Đúng rồi, tiết sau chúng ta vẫn sẽ học vào hôm thứ 6. Và trước khi bước vào truyện Kiều thì chị sẽ tổng kết lại cho chúng mình những cái phần kiến thức mà hôm nay chưa học hết về chuyện Người Con Gái Nam Xương, được không? Chị sẽ đăng cụ thể cái bài tập nho nhỏ đấy cho chúng mình ngay sau đây thôi. Thì các em sẽ làm theo hướng dẫn ở đấy nhá. Được không? Nguyên nhân chính là do chế độ nam quyền độc đoán. Đúng, chính xác. Là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của phụ nữ, nguyên nhân chính dẫn đến bi kịch của người phụ nữ thì chính là do xã hội nam quyền độc đoán, do cái sự bất công của xã hội. Và chính cái điều đấy mà chuyện Người Con Gái Nam Xương ra đời, cùng với cái tiếng kêu, cái lời tố cáo của tác giả đối với một xã hội bất công với người phụ nữ như vậy, đúng không? Được không nào? Rồi ok. Chị cũng rất là vui khi mà các bạn gửi lời cảm ơn đến chị như thế này. Chị sẽ cố gắng trong những buổi sau có thể dạy nhanh hơn với các bạn để các em nắm được đầy đủ kiến thức trong một buổi nhá. Được không nào? Có gì mà muốn chia sẻ với chị thì sẽ có một cái bài đăng ở trên fanpage, và các em lên đấy feedback giúp chị nhá, được không? Nhá, để chị có thể có thêm động lực trong những cái buổi học sau. Rồi, chị nghĩ là chúng ta nên kết thúc tại đây thôi. Chị cũng rất là sợ bị mất cái video này lắm.
được không? Và cảm ơn tất cả các em đã tham gia cái buổi học ngày hôm nay. Chị mong rằng những buổi sau chúng ta sẽ tích cực tương tác để có được những cái phần kiến thức bổ ích nhất, có những cái buổi học vui vẻ nhất nhá. Và tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em trong những buổi học lần sau. Bye bye.